chương 920, ban thưởng hạ. Bởi vậy, nếu so tuổi, trung niên nam tử này còn lớn hơn bốn người trương nước mãn một mảng lớn. Có phó viện trưởng nói, bốn người trương nước mãn tự nhiên không dám cãi nữa, vội tiến hành an bài, dẫn người qua khảo hạch tới nơi chiêu sinh của Bắc Vân Việt, mà bọn người Lăng Hàn, Mã Hưng, Trình Hạo Phi, Quý Vân Nhi thì ở lại. Trước 10 đều có ban thưởng, trước 7 thưởng rất đơn giản, mỗi người một khối chân nguyên thạch, mà trước 3 thưởng sẽ hơn nhiều. Lăng Hàn tự nhiên là thứ nhất, nhưng thứ hai và thứ ba lại cần thương thảo. Mã Hưng, Trình Hạo Phi, Quý Vân Nhi đều qua tầng 6, ở tầng thứ bảy cũng thông qua hai cửa, như vậy ai thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trải qua các đại lão thảo luận, quyết định Mã Hưng xếp thứ hai, mà Trình Hạo Phi và Quý Vân Nhi song song thứ ba, tuy này sẽ để Bắc Phân Viện ra chút tài nguyên, nhưng một là Bắc Phân Viện tài đại khí thô, thứ hai bọn họ dù sao chỉ là phá hư cảnh, tiêu hao tài nguyên hữu hạn. Trước ba được hưởng đặc quyền rất lớn, tỷ như, từng tháng có một cơ hội tiến nhập Hắc Ngọc Trì tắm rửa. Đó cũng không phải cho người đi tắm rửa sạch sẽ, Hắc Ngọc Trì là một linh trì do thiên địa tự nhiên hình thành, đối với thể phách cùng thần hồn của võ giả có tác dụng tẩm bổ rất tốt, mà sau khi Sích Thiên Học Viện tiếp nhận, lại gia nhập thêm đại lượng bảo vật chân quý, tiến thêm hiệu quả. Bất quá, linh trì này chỉ có tác dụng với phá hư cảnh và sơn hà cảnh, trở lên sẽ không có hiệu quả, bằng không cũng không có khả năng đạt ở Sích Thiên Học Viện. Dù Hoàng Thất không thu, không phải còn có cửu vương, tả tướng, hữu tướng, thất đại tướng sao. Thứ hai, từng tháng được hai khối chân nguyên thạch, đây là vật đặc biệt ở thần giới, bởi vì thiên địa linh khí của nơi này quá nồng nặc, biến thành thực chất, bề ngoài xem như ngọc thạch, nhưng có thể bị võ giả lấy ra năng lượng trong đó, vô luận là tu luyện hay khôi phục nguyên lực, đây đều là vật phẩm cực tốt. Dĩ nhiên nếu dùng để khôi phục nguyên lực mà nói, vậy thì quá xa xỉ, bởi vì thứ này quý trọng không gì sánh được, bản thân chính là trí bảo. Mặt khác, chân nguyên thạch cũng có thể coi là tiền dùng mua vật phẩm chân quý cũng có thể đổi lấy vàng bạc nhưng tin tưởng chỉ có kẻ ngu si mới làm như vậy thứ ba từng tháng còn có bổ thần đan bổ thần đan có thể lớn mạnh thần hồn có hiệu quả với phá hư cảnh và thần cảnh chỉ là thần linh quá cường đại bổ thần đan đưa đến tác dụng nhỏ đến đáng thương bình thường đều dùng tinh dương đan hiệu quả cường đại hơn vô số lần nhưng trình độ chân quý tự nhiên cũng vượt lên vô số lần chỉ cần là đệ tử học viện từng tháng đều có thể đạt được một viên bổ thần đan tên thứ ba được thêm một viên thứ hai hai viên thứ nhất ba viên chân nguyên thạch và bổ thần đan là lập tức phát nhưng tư cách tiến nhập hắc ngọc trì thì phải chờ tới cuối tháng bởi vì thời gian tứ đại phân viện tiến nhập hắc ngọc trì đã sớm phân chia tháng này đã qua bắc phân viện đám người lăng hàn lấy được ban thưởng liền tới nơi mà tương lai mấy năm vài chục năm thậm chí vài thập niên sẽ ở chỗ đó trừ khi bọn họ đột phá thần cảnh bằng không vẫn sẽ ở chỗ đó Dọc theo đường đi, Trương Đức Mãn phụ trách nói cho bọn hắn biết một ít quy củ, tỷ như không có việc gì thì nhìn vạn lần đừng đi địa bàn của ba phân viện khác, trừ khi thực lực của ngươi tuyệt cường, bằng không phải có tâm lý chuẩn bị bị đánh xương mặt xương mũi. Học viện cổ vũ các học sinh tỉ thí với nhau, nhưng trên nguyên tắc cấm học sinh cảnh giới cao đánh học sinh cảnh giới thấp, trừ khi học sinh cảnh giới thấp chủ động khiêu khích. Cuối cùng, Trương Đức Mãn nói một câu thập phần cổ quái. Còn có, nơi này có một con bạch miêu, các người nhìn vạn lần, nhìn vạn lần, nghìn vạn lần không thể trêu chọc, ngay cả một cọng lông cũng không thể thương tổn, bằng không ai cũng cứu không được các ngươi. Vì sao, tất cả mọi người đầu đầy mê hoặc, con mèo gì, lợi hại như vậy sao? Lệ Vi Vi hỏi, nàng là nữ nhi của tả tướng, gan tự nhiên cũng lớn, không có lòng kính sợ gì, cũng không sợ Trương Đức Mãn sẽ trách cứ với nàng. Quả nhiên, Trương Đức Mãn chỉ nở nụ cười nói, con mèo kia có gì thần kỳ, lão phu không rõ ràng lắm, nhưng chủ nhân của nó, ha ha, chính là viện trưởng đại nhân của chúng ta. Phân viện trưởng nghiêm đông kỳ đại nhân sao? Lệ vi vi hỏi, trương nước mãn lắc đầu. Điều không phải là phó hội phó đại nhân. Cái này, tất cả mọi người dùng mình, ngay cả lệ vi vi cũng lẻ lưỡi, lộ ra biểu tình kính sợ. Phó hội chính là viện trưởng của Sích Thiên Học Việt, không phải phân viện trưởng. Đây là một vị cường giả đại năng tinh thần cảnh, cụ thể là tu vi gì không người biết được, bởi vì phần lớn thời gian vị cường giả này đều bế quan tu luyện. Chính vì như vậy, tứ đại phân viện của Sích Thiên Học Viện mới có thể làm theo ý mình, tạo thành cạnh tranh kịch liệt. Tứ đại phân viện cũng có viện trưởng, xưng là phân viện trưởng, nhưng Tu Vi đều là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn, ở loạn tinh Hoàng Triều cũng có thể xưng là cường giả cao cấp. Bất quá, đừng xem nhật nguyệt cảnh đại viên mãn và đại năng tinh thần cảnh chỉ kém một đường, nhưng một đường này quả thực quá lớn, đừng nói thiên tài nhất tinh thiên tài nhị tinh, dù thiên tài ngũ tinh cũng không có khả năng vượt qua bình chướng đại cảnh giới. Bọn người lệ vi vi, Mã Hưng là siêu cấp thiên tài, nhưng trong bọn họ cái nào cũng không dám nói tương lai mình có thể đặt chân đại năng tinh thần cảnh, thậm chí nhật nguyệt cảnh cũng rất khó. Không nói khoa trương, 5 năm một lần chiêu thu, có khả năng tiến vào sơn hà cảnh chỉ chín thành, dù sao mỗi người tuyển nhận vào đều là thiên tài, nhưng đạt tới trung cực vị khả năng chỉ có một phần 10, đại cực vị là trong trăm có một, đại viên mãn chỉ còn lại một phần ngàn, và phải một vạn người như vậy mới có thể có một người trở thành nhật nguyệt cảnh. Nhưng một lần chiêu sinh có bao nhiêu người? Bởi vậy, một lần, thậm chí vài lần cũng không xuất hiện học sinh nhật nguyệt cảnh là sự tình bình thường. So sánh như thế, thì biết đại năng tinh thần cảnh cường đại cỡ nào rồi. Con bạch miêu kia là sủng vật của phó viện trưởng, không thể động, nên dù con bạch miêu kia tiểu ở trên đầu các ngươi, các ngươi cũng phải nhịn. Trước đây có người đánh bạch miêu một tát, bị phó đại nhân phế tu vi, trục xuất khỏi học viện. Trương Đức Mãn nghiêm nghị nói, gì, chẳng lẽ là ngả ra thất hiếu, có người nói, chương 921, không được chọc mèo. Quả thực họ ngả, gọi ngả tùng. Trương Đức Mãn gật đầu nói, ngay cả mặt mũi của ngả ra cũng không bán, tê. Tuyệt không thể chọc con mèo kia, tất cả mọi người dùng mình, cảm thấy con mèo kia không thể chọc, đánh một tát cũng thảm như vậy, nếu làm dụng một cọng lông, như vậy sẽ thảm thành cái dạng gì. Phần lớn người tiến vào ký túc xá do học viện an bài, nhưng có bộ phận chỉ dạo qua một vòng, buổi tối sẽ về nhà mình. Như đám người lệ vi vi, có tới học viện hay không tự nhiên là xem tâm tình. Lang Hàn rốt cục có nhà của mình, Xích Thiên học viện rất lớn, mỗi người đều có một gian tiểu viện độc lập, tuy không tính lớn, nhưng có viện, có phòng khách, có ngọa thất, có thể nói là chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Hắn hết sức hài lòng, ngồi vào chỗ của mình một lúc, hắn bắt đầu tự hỏi an bài kế tiếp. Kiếm tiền, hắn minh xác một mục tiêu, dĩ nhiên không phải vàng bạc, mà là chân nguyên thạch. Đây là đồng tiền mạnh của thần giới, tựa như nguyên tinh ở tiểu thế giới có tiền mới có thể mua được các loại tài nguyên. Làm sao kiếm tiền, Lăng Hàn vuốt cầm, bất chi bất giác lấy thực vật trong hắc tháp ra, bắt đầu nấu ăn. Mấy ngày hôm trước hắn ở trong phủ tà tướng, nên rất khiêm tốn, một mực bế quan, hiện tại ở đây là địa bàn của hắn, để tâm thần của hắn thoáng buông lỏng rất nhiều. Ở cùng hổ nữ thời gian dài, hắn không có việc gì sẽ nghĩ tới ăn. Ai, không biết hiện tại đám người hổ nữ, phụ mẫu, khách liên tầm tuyết, nhi tử như thế nào. Ân, thực vật trong hắc tháp có thể lấy ra bán hay không. Nếu như có thể, lấy mỹ vị của thức ăn trong hắc tháp, dù cho thần linh cũng sẽ chảy nước miếng. Dù sao, thần linh cũng chỉ là thực lực mạnh một chút, cũng không phải khổ tu sĩ thanh tâm quả dục. Bằng không, vì sao nhiều cường giả muốn ngồi ở trên quyền vị như vậy? Chỉ là từ lâu nhà ai có thể dùng chân nguyên thạch tính tiền A. Mà muốn đưa vào nhà quan lớn thổ hào, hắn cũng có cửa mới nói A. Được rồi, Lăng Hàn vỗ tay, lệ vi vi không phải là phương pháp sao nữ nhi của tả tướng muốn buôn bán ai không cho chút mặt mũi ngược lại nguyên liệu nấu ăn trong hắc tháp gần như cho không bán ra lợi ích chia đều với lệ vi vi cũng không sao dù sao có còn hơn không lang hàn gật đầu mặt khác hắn còn có thể luyện đan tỉ như bổ thần đan này ở phá hư cảnh và sơn hà cảnh là bán rất chạy hơn nữa cũng không phải vàng bạc có thể mua được mà là dùng chân nguyên thạch luyện đan đây chính là nghề của hắn cũng là hắn am hiểu nhất kiếp trước không biết dựa vào chiêu thức này buôn bán lời bao nhiêu, ngay cả kiếm đế, lạc nhật đao hoàng lúc đó tâm cao khí ngạo cũng phải cúi đầu ở trước mặt hắn. Đây cũng là một cửa, để lệ vi vi hỗ trợ liên hệ người bán, này dù sao cũng là giao con đường sống vào tay người khác, như loại tiểu thư này ai biết lúc nào sẽ đổi ý, nhưng đan dược lại bất đồng, luyện chế ra chẳng lẽ còn sợ bán không được. Gì, thịt hắn đặt ở trên giá nướng đâu rồi, lang hàn mới vừa thả tầm kim thử ra, hiện tại hắn chỉ dẫn theo nó thiên phú dị năng còn rất có trợ giúp thế nhưng quay qua quay lại hai miếng thịt sắp nướng chín đã không cánh mà bay hắn không khỏi cả kinh cơ hồ ở dưới mí mắt của hắn vô thanh vô tức trộm thịt thân pháp của đối phương cực nhanh lúc hạ thủ thật có chút kinh người nhưng ánh mắt của hắn đảo qua lại thiếu chút nữa phun ra chỉ thấy ở trên tường viện một con bạch miêu to mập đang cắn ăn mà nó đang gặm gì đó dĩ nhiên chính là thịt nướng mà lăng hàn vừa mất Lời nói của Trương Đức Mãn lập tức hiện lên trong đầu Lăng Hàn, con mèo đáng sợ kia. Dựa vào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Khóe miệng của Lăng Hàn hơi co quắp, ngày đầu tiên hắn tiến vào học viện liền gặp Bạch Miêu tuyệt đối không thể trêu chọc trong truyền thuyết. Con mèo này thật tiện a, à, vừa lên liền ăn cắp phạt. Bạch Miêu cũng phát hiện Lăng Hàn bắt được mình, lại không có giác ngộ khi làm kẻ trộm bị bắt, ngược lại nhìn về phía Lăng Hàn kêu một tiếng. Meo meo, thanh âm không cao, lại mơ hồ có vị đạo như hổ gầm, nãi thanh nãi khí nó lại gặp, như bảo ngươi tới cắn ta a. À. Lăng Hàn nhất thời có loại xung động muốn xuất thủ, nhưng nhớ tới hậu quả của vị sư huynh kia liền nhịn. Hắn hừ một tiếng nói, tiểu ăn trộm, bữa tiệc này coi như ta mời ngươi, tiếp theo mơ tưởng lại ăn cắp nữa. Con bạch miêu kia bất quá là phá hư cảnh, chỉ là thân pháp mẫn tiệp, tốc độ nhanh kinh người, nhưng chỉ cần Lăng Hàn lưu tâm, bảo chứng sẽ không bị đối phương đắc thủ. Mèo meo, bạch miêu rất ngạo kiều kêu một tiếng, ý tứ là bản vương muốn ăn mà nói, người đỡ được sao? nó ngậm lấy thịt còn dư lại thả người nhảy lên nghênh ngang rời đi ngày đầu tiên tiến nhập xích thiên học viện bị một con mèo mập tới ra oai phủ đầu lăng hàn thở dài khởi đầu không quá tốt ga sau khi nghỉ ngơi một đêm ngày thứ hai hắn đi phòng học trước ngày hôm nay sẽ có một vị lão sư giảng giải một ít bí mật tu hành phá hư cảnh cho bọn hắn hắn một là có chút hứng thú hai là muốn gặp lệ vi vi cùng đối phương nói chuyện làm ăn tự nhiên sẽ không bỏ học hắn tới không tính quá sớm nhưng cũng không chậm, lúc đến chỉ thấy trong phòng học đã có một phần ba vị trí có người ngồi. Phòng học rất lớn, đủ để dung nạp 500 người, mà lần này tân học sinh cũng chỉ trong vòng 500, bởi vậy chỗ này đủ để dung nạp tất cả tân sinh. Lăng Sư Huynh, Lăng Huynh, Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn tới, không ít người đều chào hỏi, có vẻ rất nhiệt tình, chỉ có mấy người mới lộ ra biểu tình rụt rè, tựa hồ chẳng đáng nịnh bợ Lăng Hàn. Này theo mọi người là chuyện rất bình thường, thiên tài tứ tinh A. Toàn bộ loạn tinh hoàng triều có thể có mấy người. Trọng yếu hơn là, Bạch Tinh Tháp chắc khí còn bao gồm một tính, ý nghĩa Lăng Hàn có tư cách leo lên cảnh giới cao. Có thể 100 vạn năm sau, này sẽ là một vị cường giả đại năng tinh thần cảnh. Dĩ nhiên cũng bởi vì 100 vạn năm quả thực quá dài, sẽ phát sinh vô số biến hóa, có khi Lăng Hàn đã sớm vẫn lạc. Đây cũng là nguyên nhân có vài người vẫn đang tự giữ thanh cao, dù sao hiện tại Lăng Hàn chỉ là biểu hiện ra thiên phú, còn thực chiến có bao nhiêu thì không rõ ràng lắm. Nếu bọn họ biết Lăng Hàn đã từng cùng tinh thần lạc ấn của tự nhiên đánh cho khó hòa giải mà nói, tin tưởng sẽ có rất nhiều người lập tức cải biến chủ ý. Lăng Hàn mỉm cười, chào hỏi tất cả mọi người. mươi 922, trả thù lao là được. Từ trước đến nay hắn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu bị người chọc tới trên đầu, thì tuyệt đối không bỏ qua. Hanh, giám thí, huynh đệ la ra cũng tới, bọn họ tự nhiên chẳng thèm đi lấy lòng Lăng Hàn, trong ánh mắt của hai huynh đệ đều phun lửa. Ai có thể nghĩ tới, một con kiến hôi của tiểu thế giới cư nhiên có thể đoạt thứ nhất của lần khảo hạch này chứ? Hắc, 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 đột nhiên La Phách ngửa mặt lên trời huyết sáo vài tiếng, ý nhầm vào quá rõ ràng. La Sư Huynh, người đây là ý gì? Có người hỏi, tuy La Phách rất mạnh, nhưng thực lực của La gia ở Hoàng Đô lại không coi là đứng đầu, tự nhiên có người dám cãi lại hắn. Các người còn không biết, lang hàn lang Sư Huynh này, hắc hắc, hơn 10 ngày trước mới vừa từ tiểu thế giới phi thăng lên la phách nói ra một đại bí mật cái gì tất cả mọi người kinh hô còn kiến hồi từ tiểu thế giới tới nhất thời có rất nhiều người lộ ra vẻ chán ghét dân đen như vậy há có tư cách để cho mình lấy lễ tương giao nhưng có chút người lại lộ ra biểu tình kính phục người từ tiểu thế giới tới cũng có thể yêu nghiệt như thế quá không dễ dàng các thái độ xuất hiện hai loại cực đoan đây là quan nhì yểm thâm căn cố đế có vài người cho rằng tiểu thế giới quá nguyên thủy coi thường một trăm lần lang hàn la phách không khỏi cười to hắn chỉ một ngón tay đã quên ngày hôm qua ta nói sao có dám luận bàn với ta một chút không luận bàn người dựa vào cái gì luận bàn với ta người có tư cách gì luận bàn với ta sao tuy lăng hàn không phải người tham mộ hư vinh nhưng đối với la phách tự nhiên không có hảo cảm không cho đối phương chút mặt mũi nào la phách tức đến giơ chân hắn là một trong tam đại cao thủ trẻ tuổi của hoàng đô lẽ nào ngay cả tư cách đánh với lăng hàn một trận cũng không có hắn cố đè xuống lửa giận trầm giọng nói Ta muốn quyết chiến với ngươi, được A, à, cấp lệ phí di chuyển là được, bằng không không bàn nữa. Lăng Hàn nói, cũng không nhiều, 10 khối chân nguyên thạch là được, bất quá, ta thắng mà nói, ngươi còn phải thua ta 100 khối. Phốc, không ít người bật cười, vị lăng sư huynh này thật đúng là diệu nhân, ngay cả quyết đấu cũng phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. La Phách nhất thời muốn đáp ứng, nhưng vội khắc chế xuống, mặc dù hắn là nhân vật lĩnh quân trong thế hệ trẻ của La-Gia nhưng muốn hắn thoáng cái lấy ra 10 khối chân nguyên thạch thì có chút khó khăn. Mấu chốt là, 10 khối chân nguyên thạch hắn có thể lấy ra, nhưng vạn nhất thua thì sao? 100 khối chân nguyên thạch, thật đúng là con số cực lớn, chỉ ít vượt khỏi tầm tay của hắn. Lăng Hàn biểu hiện yêu nghiệt như vậy, hắn phải lo lắng khả năng sẽ thua. Nguyên bản sẽ không có gì, hắn bài danh ở dưới Lăng Hàn, thua cũng không có người chê cười hắn, vạn nhất thắng liền có thể đạp quang hoàn thứ nhất của Lăng Hàn. Nhưng bây giờ thêm tiền đặt cược cao như vậy, hắn cũng không dám đơn giản đáp ứng trừ khi hắn có thể thắng dễ dàng người nhát gan người muốn dùng phương thức như vậy tránh chiến sao la phách dĩ nhiên sẽ không thua khí thế lang hàn phất phất tay nói ít nói những thứ này vô dụng này đi muốn đánh nhau ta phụng bồi nhưng không có chân nguyên thạch thì không bàn nữa cho rằng thời giờ của ta không đáng bao nhiêu tiền giống như ngươi sao không có chân nguyên thạch thì ít kỳ kỳ méo mó đi la phách tức giận đến sôi lên dưới cơn nóng giận thiếu chút nữa đáp ứng nhưng vẫn mạnh mẽ nhịn xuống. Nhất định phải có 10 phần nắm chặt, ha 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 ha, trong tiếng cười duyên, chỉ thấy hai cô gái tuyệt sắc sát, sát tay nhau đi đến, một cái y phục xanh biếc, ngây thơ mê người, một cái y phục trắng tuyết, phiêu giật như tiên. Hai nàng vừa tới, khí chất hoàn toàn bất đồng, lại đều đẹp mê người, làm cho tâm thần người say mê. Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi, hai cái trong hoàng đô tam đại mỹ nữ. Lăng Hàn, nói rất có lý, Lệ Vi Vi đi tới, cho Lăng Hàn chỗ dựa hắn là người của bản tiểu thư. A à, phi phi phi, nàng lập tức phát hiện mình nói sai, vội vã cải chính nói. Không không không, hắn là người của tả tướng phủ, là thủ hạ của bản tiểu thư, các ngươi ai dám khi dễ hắn, chính là làm khó dễ bản tiểu thư, tự mình cân nhắc đi. Tuy xích thiên học viện có nhiều hậu nhân quyền quý, nhưng ít ra ở trong lần chiêu sinh này, thân phận ai cao hơn nữ nhi của tả tướng. Những người xem thường lăng hàn đều khó chịu, nhưng không dám ngay mặt xích mích với lệ vi vi, bất quá khẳng định sẽ không thật để lời nói của lệ vi vi ở trong lòng, dù sao hơn 10 ngày trước lăng hàn mới từ tiểu thế giới phi thăng lên, thuộc về loại bèo không có dễ, đạp thì thế nào. Lăng hàn nhìn về phía lệ vi vi, cười nói, làm sao đột nhiên tốt với ta như vậy, làm ta có chút không thích ứng. Thiết, bản tiểu thư đương nhiên vẫn rất ghét đầu gỗ ngươi, nhưng ngươi là người của bản tiểu thư, cũng chỉ có bản tiểu thư mới có thể khi dễ ngươi. Nếu những người khác cũng được mà nói, chẳng phải là ngồi ngang hàng với bản tiểu thư sao? đó đương nhiên là không được lệ vi vi thập phần ngạo kiều mà nghễnh gáy ngọc yêu mỹ trắng noản như thiên nga đẹp không sao tả xiết lăng hàn cười ha ha một tiếng không có để ở trong lòng nói chờ chút đi theo ta một chuyến ta có việc thương lượng với ngươi thối đầu gỗ có phải ngươi có ý nghỉ yệm bất lương gì với bổn cô nương không lệ vi vi nhất thời cảnh giác đừng nghĩ gạo nấu thành cơm rồi thì bản tiểu thư sẽ theo ngươi đó là nằm mơ lăng hàn đầu đầy hắc tuyến não của thiếu nữ này bị động kinh sao còn nữa, nàng cả ngày đều suy nghĩ cái gì a? À? Lệ vi vi cả ngày nghĩ, đương nhiên là sự tình mà mỗi người thiếu nữ đều nghĩ. Gặp phải một bạch mã vương tử vừa đẹp trai vừa yêu nhã, thực lực mạnh đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, cùng mình triển khai ái tình oanh oanh liệt liệt. Từ sau khi thua ở trong tay lăng hàn, trong mộng nàng thỉnh thoảng sẽ xuất hiện đầu gỗ này, cư nhiên ngăn cản tình yêu giữa bạch mã vương tử và mình, còn muốn hoành đao đoạt ái. Đáng trách là trong mộng, nàng không có lực phản kháng chút nào, luôn bị Lăng Hàn khi dễ. Điều này làm cho Lệ Tứ tiểu thư phi thường khó chịu, mỗi lần sau khi rời giường sẽ hận đến nghiến răng, còn không có đánh Lăng Hàn một trận, làm sao tiêu hết bực bội này? Không có biện pháp, ai bảo thân phận của Tứ tiểu thư quá cao quý, bình thường luận bàn người khác sẽ nhường nàng, lại bị Lăng Hàn đánh bại, đây chính là khắc cốt minh tâm. Chương 923: Đi học. Bởi vậy, vừa nghe Lăng Hàn nói muốn mình đi chỗ ở của hắn, Lệ Vi Vi lập tức phát huy ra năng lực tưởng tượng phong phú cho rằng đầu gỗ này đồng ý nhỉ yểm tà ác gì với nàng, tự nhiên thoát ra. Người ở trong mộng khi dễ bản tiểu thư không tính, còn muốn bá vương ngạnh thượng cung sao. Vi Vi, quý vân nhi vội đẩy lệ Vi Vi một cái, rất sợ nàng còn nói ra lời gì kinh thế hãi tục hơn. Lệ Vi Vi che cái miệng nhỏ nhắn, ý thức được mình lỡ miệng, lúc này hung hăng trừng lăng hàn, tất nhiên là trách lăng hàn rồi, ai bảo ngươi luôn ăn hiếp bổn tiểu thư ở trong mộng. Hai nàng tìm chỗ ngồi xuống, liền hấp dẫn rất nhiều người tới gần, có hướng về Mỹ sắc, có hướng về thân phận của lệ vi vi, nữ nhi của tả tướng còn chưa đủ như sao. Mã hưng tới, không biết ai nói một câu, mọi người đều nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một thanh niên vóc người khôi ngô đi đến, song trưởng để chân, tản ra khí tức man hoang dã thú, quả thực khiến người ta hít thở không thông. Hay là, vương giả chi khí của hắn chính là trong quá trình trung đụng với man thú bồi dưỡng ra được. Mã hưng như chưa tỉnh ngủ, mắt có chút không mở ra được, nhưng vào phòng học, thấy lăng hàn, Nhãn Thần hơi mông lung lập tức trở nên tinh quang sáng quắc. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn nói: "Lăng Hàn, ta muốn đánh với ngươi một trận." "Được." Lăng Hàn gật đầu, "Muốn ta xuất thủ, mời trước giao 10 khối chân nguyên thạch, nếu thua, lại bồi 100, trước nghiệm hàng, ta cũng không thể đánh không." Không ít người đều bật cười, "Lăng Hàn này tham tiền tham cũng thật quá mức." Lệ Vi Vi thì ôm lấy đầu, thầm nói: "Cái tên mất mặt xấu hổ này, thiệt thòi mới vừa rồi bản tiểu thư còn ra mặt thay hắn." Hiện tại làm bản tiểu thư cũng đi theo mất thể diện. Quý Vân Nhi thì mỉm cười, đôi mắt đẹp quét nhìn Lăng Hàn, lộ ra vẻ hiếu kỳ, đây là một nam nhân thế nào a? À? Nhất thời khí thế của Mã Hưng cứng lại, hắn từ hoang dã mà đến, nào có chân nguyên thạch gì. Hắn sừng sốt một chút, sau đó mới nói, "Hảo, chờ ta có nhiều chân nguyên thạch như vậy, chúng ta tái chiến." Hắn thẳng thắn hơi la phách nhiều, để tất cả mọi người gật đầu, không hổ là người từ hoang dã đi ra, cực kỳ ngay thẳng. Mã Hưng không nhìn Lăng Hàn nữa, ánh mắt đảo qua, tìm được Quý Vân Nhi, lập tức đi tới nói. Mỹ nữ, ta thích ngươi, không bằng lát nữa cùng nhau đi ăn thịt đi. Ta sát, không ít người trực tiếp phun ra, gặp qua người nói thẳng, nhưng thẳng như vậy. Thật đúng là lần đầu, thích Quý Vân Nhi không kỳ quái, trong hoàng đô người ái mộ nàng có thể vòng thành ba vòng, nhưng biểu lộ trực tiếp như vậy, Mã Hưng tuyệt đối là người thứ nhất. Hơn nữa, có truy muội tử như ngươi sao, cư nhiên mở miệng mời người ăn thịt, muốn dùng cái này đến thu mua quý tiên tử sao quả thực ngốc đến khả ái quý vân nhi rụt rè cười nói hết giờ học ta còn có việc có cơ hội sẽ cùng mã sư huynh dùng cơm vân tỷ tỷ người có chuyện gì a à? hết lần này tới lần khác lệ vi vi lại e sợ cho thiên hạ bất loạn cố ý nghiêng đầu hỏi quý vân nhi thật muốn dùng ngón tay cốc đầu nhỏ của nàng liếc một cái mới nói người đã quên chờ chút ta phải bồi ngươi miễn cho ngươi lo lắng bị người hại nga lệ vi vi gật đầu lôi kéo cánh tay của Quý Vân Nhi nói. Đúng đúng đúng, người nhất định phải bảo hộ ta, có hai người chúng ta mà nói, đầu gỗ nhất định không dám sằng bậy. Mã Hưng bị từ chối, không khỏi gãi gãi đầu, tự ở một bên ngồi xuống, rất nhanh thì nằm ngủ, phát ra tiếng ngáy như tiếng sấm. Hắn quả nhiên là chưa tỉnh ngủ, lệ vi vi lập tức tiến đến bên tai Quý Vân Nhi nói. Vân tỉ tỉ, người nhìn vạn lần không thể thích người kia, ngáy như heo, gả cho hắn mà nói, mỗi ngày ngươi đều phải chịu tội. Quý Vân Nhi trợn trắng mắt, khuê mật này cái gì cũng tốt, nhưng chỉ có năng lực tưởng tượng quá phong phú, khiến người ta dở khóc dở cười. Theo giờ học tới gần, người tới càng ngày càng nhiều, khi lâm do xuất hiện, thì thắng được chúng tinh phùng nguyệt, nhân khí cao tuyệt đối là nhất đẳng, ngay cả lệ vi vi là nữ nhi của tả tướng cũng kém xa. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân thanh thúy chuyển đến, có một loại ý nhị không nói ra được, rõ ràng người còn chưa thấy, cũng khiến người ta không nhịn được liên tưởng, đây là một giai nhân tuyệt sắc mới có thể để tiếng bước chân tuyệt vời như vậy trong khoảng thời gian ngắn thanh âm trong phòng học lập tức nhỏ xuống khi tiếng bước chân xuất hiện ở cửa cả phòng học đã yên lặng như tờ chỉ thấy một thân ảnh động nhân không gì sánh được xuất hiện ở cửa vóc người thon dài mỗi một tấc tư thái đều hết sức hoàn mỹ ân có điểm quá mức hoàn mỹ tỉ như ngực quá lớn thắt lưng quá nhỏ cái mông quá tròn khiến người ta nhìn mà không muốn rời mắt tóc dài xóa vai ánh dương quang xuyên thấu qua mái tóc đen nhánh tản mát ra mỹ cảm mông lung. Khi tầm mắt của mọi người chuyển đến mặt của nàng, mỗi người đều có cảm giác hít thở không thông, thế gian sao có người xinh đẹp như vậy? Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi đều là mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so sánh với nàng lại kém một bậc. Cũng không phải lớn lên không đẹp bằng nàng, mà là phong tình khí chất khiến người ta vừa thấy đã say mê. Thần giới nhân khẩu nhiều vô kể, hơn nữa trường thọ, số lượng mỹ nữ tự nhiên cũng nhiều đến kinh người, ở tiểu thế giới nghìn vạn năm mới có thể ra một mỹ nữ ở đây khả năng một thành thị là có thể tìm ra cho ngươi vài cái. Ở trên dung nhan đạt đến mức tận cùng, như vậy ai trên một bậc, liền xem khí chất, thân phận. Như loạn tinh nữ hoàng, vì sao có danh sưng mỹ nữ thứ nhất thiên hạ, làm đế hoàng của hai đại hoàng triều cam nguyện đưa lên toàn bộ đế quốc. Cố nhiên, đẹp tuyệt thiên hạ là khẳng định, nhưng còn có một nguyên nhân trọng yếu là thực lực của nàng. Cường giả đại năng tinh thần cảnh đại viên mãn, thực lực như vậy, thân phận như vậy, sẽ làm cho nam nhân phát lên dục vọng chinh phục, tự nhiên thêm điểm cho vẻ đẹp của nàng dĩ nhiên nghe nói nữ hoàng bệ hạ quả thực cũng phong tình vạn trùng ngay cả đám người tả tướng lúc đi vào bẩm đại sự cũng không dám nhìn thẳng vị nữ hoàng này sợ mình làm ra cử động vô lễ gì đó chính là muốn chết lang hàn chưa từng thấy qua loạn tinh nữ hoàng nhưng không thể không thừa nhận mỹ nữ này thực mê người tới cực hạn thậm chí vượt qua chư toàn nhi và thiên phượng thần nữ trong phòng học chỉ nghe được tiếng tim đập tốc độ nhanh như nổi trống ngay cả lang hàn cũng hơi hoảng hốt có chút cầm giữ không được, huống chi là những người khác. chương 924, danh hoa có chủ, cô gái này đi vào phòng học, nhưng không có tìm vị trí ngồi xuống, mà đứng ở trên bục giảng, mở miệng nói. Ta là Thủy Nhạn Ngọc, từ hôm nay trở đi, sẽ là giảng sư của các ngươi. Xôn xao, trong phòng học một mảnh hoan hô, người người phấn chấn. Mỹ nhân tuyệt sắc này lại là thầy của bọn họ, nguyên bản cực kỳ mê người, hơn nữa thân phận cấm kỵ của lão sư, đây không phải càng để cho người ngứa ngáy trong lòng sao. Di, lại là Thủy Nhạn Ngọc, nàng là 20 năm trước tiến nhập Bắc Phân Viện, trước đây cùng Chu Mộng Hòe tịnh xưng đế Thủy Song Su, danh khí còn lớn hơn Hoàng Đô Tam Mỹ bây giờ. Thật không nghĩ tới, mới 20 năm mà thôi, nàng cũng đã bước vào sơn hà cảnh. Trình tự phá hư cảnh quá thấp, không có cường giả nào sẽ chuyên môn đi nghiên cứu, bởi vậy, bình thường là do học sinh vừa nhảy vào sơn hà cảnh đến làm, có kinh nghiệm có thể chia sẻ được. Dĩ nhiên, có thể đến làm giảng sư, vậy khẳng định là ở trong phá hư cảnh lấy được thành tích không tầm thường, chỉ ít cũng phải là phá hư 19 tinh. Nghe nói, triệu sư huynh đang đeo đuổi thủy sư tỷ. Triệu sư huynh nào a à, Đương nhiên là triệu luân triệu sư huynh, t thiên tài tuyệt đỉnh 500 năm trước, 26 tuổi đã tu phá hư cảnh đến 20 tinh. 30 tuổi đột phá sơn hà cảnh, 90 tuổi rảo bước lên trung cực vị, 380 tuổi thẳng tiến đại cực vị triệu luân triệu sư huynh. Trừ hắn ra, Bắc phân viện còn có ai đủ tư cách kêu một tiếng Triệu Sư huynh? Ai? Vậy chúng ta cũng chỉ có thể thưởng thức Thủy sư tỷ một chút, cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ. Cũng đừng thưởng thức nhiều, nghe nói Triệu Sư huynh quấn Thủy sư tỷ chắc không gì sánh được, bị người liếc mắt nhìn nhiều cũng sẽ không vui, ta khuyên các vị bình thường tận khả năng không nên nói chuyện với Thủy sư tỷ, bằng không. Hắc hắc, tất cả mọi người ai thán, thật vất vả phân đến một lão sư tuyệt sắc đẹp đến người ta thần hồn điên đảo, cư nhiên không thể phao thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cẩn cẩn rực rực, bằng không gặp phải Triệu Luân, vậy tuyệt đối là xong đời. Triệu Luân còn có một thân phận, đó chính là con trai độc nhất của Triệu đại tướng quân. Một trong thất tướng Triệu đại tướng quân, cường giả đại năng tinh thần cảnh. Bản thân cường đại muốn chết, bối cảnh lại cứng muốn chết, ai dám tranh nữ nhân với hắn? Thủy Tỷ tỷ thật xinh đẹp, hai tay của Lệ Vi Vi nắm chặt, hai mắt sắp đổi thành chấm nhỏ. Quý Vân Nhi cũng nhẹ nhàng thở dài, nàng và Thủy Nhạn Ngọc có điểm gần như, khó có thể nắm hôn nhân trong tay mình. Nên lớn lên đẹp, thiên phú cao cũng không phải chuyện tốt gì, trừ khi yêu nghiệt như loạn tinh nữ hoàng, mới có thể nắm trong tay vận mạng của mình. Ta ở phá hư cảnh tu đến chiến lực 20 tinh, cho nên vẫn có thể chỉ đạo các vị một chút. Thủy Nhạn Ngọc nói, thanh âm của nàng trong veo, khiến người ta nghe thì có loại hưởng thụ trí cao. Đầu tiên, đến nói một chút, tại sao phải trùng kích phá hư 20 tinh. Ta biết, có học sinh nhấc tay nói, Mặc dù biết danh hoa có chủ, nhưng vẫn muốn biểu hiện một chút ở trước mặt vư vật tuyệt sắc này, hắn nói. Ở phá hư cảnh chiến lược càng mạnh, như vậy chiến lược ở thần cảnh cũng càng mạnh. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu nói, không sai, thần cảnh sinh mệnh dài rằng giặc, dạo bước tiến lên sơn hà cảnh thì có 10 vạn năm thọ nguyên, mỗi đề thăng một tiểu cảnh giới liền có thể nhiều 10 vạn năm thọ mệnh, nhưng bởi vì như thế, cảnh giới đề thăng cũng rất chậm rất chậm, mấy vạn năm mới có thể đột phá một lần đã coi như không tệ. Bởi vậy, Chúng ta ở phá hư cảnh tiêu tốn tối đa 100 năm để trùng kích chiến lược cực hạt, nhưng có thể được lợi trong tương lai hơn 10 vạn năm, thậm chí mấy triệu năm. Sở dĩ ta khuyên các vị nhất định phải kiên trì, dù sông không lên chiến lược 20 tinh, cũng phải đạt đến 18 tinh. Lăng hàn âm thầm gật đầu, chỉ là trong lòng có chút không giải thích được, ngay cả mấy người ngũ cao nguyên, tiêu diệu nhan đều đạt tới chiến lược 18 tinh, sao rực song song chỉ có 15 tinh nhỉ. Nàng ở thời kỳ mạnh nhất là cường giả nhật nguyệt cảnh, rõ ràng thế lực của nàng còn cao hơn ngũ tông. Ngũ tông có thể bồi dưỡng được phá hư 18 tinh, vì sao nàng không được? Ở tiểu thế giới, chiến lực đạt đến 15 tinh quả thực cực kỳ kinh người, nhưng ở thần giới, sợ rằng trong phòng học này mỗi người đều có chiến lực như vậy, tuyệt không ngạc nhiên. Sau này gặp nàng lại hỏi đi, Thủy Nhạn Ngọc ngừng một chút, lại nói, hiện tại, ta liền chia sẻ một chút tâm đắc trùng kích chiến lực cho các vị. Nàng quả nhiên không có tàng tư, nói rõ nàng làm sao trùng kích phá hư 20 tinh, nhưng mọi người nghe cũng líu lưỡi, thực sự là một chút cũng nhìn không ra, vư vật kinh diễm mê người này cư nhiên liều mạng như vậy, án theo phương pháp của đối phương, vậy thật có khả năng vẫn lạc a. À. Lang Hàn đột nhiên mở miệng nói, "Xin hỏi thủy lão sư, làm sao tu lực lượng đến phá hư 20 tinh?" Phòng học một mảnh an tĩnh, sau đó liền cười to. "Cười chết ta, này là ngốc như thế nào a, à? lực lượng làm sao có thể đạt đến 20 tinh?" "Ha ha, nếu như lực lượng có thể đạt đến phá hư 20 tinh, như vậy chiến lực có thể đạt đến bao nhiêu? 25 tinh, 35 tinh, đừng có đoán mò, đây là chuyện không thể nào. Không hổ là từ tiểu thế giới tới, cư nhiên hỏi loại vấn đề không có trình độ này. Thủy Nhạn Ngọc đưa tay ngăn, nghiêm nghị nói: "Căn cứ tiên hiền nghiên cứu, chúng ta tu nguyên lực đến phá hư tầng 9, còn có thể để thăng tối đa tứ tinh, thể lực cũng như vậy, đồng dạng là tứ tinh." Mỹ nữ nói thì không giống nhau, mọi người lập tức yên tĩnh lại. Nhưng tính như vậy mà nói, lực lượng cực hạn chỉ là 17 tinh, cách 20 tinh còn kém chút. Ánh mắt của Thủy Nhạn Ngọc đảo qua mọi người nói, nói cho các người biết, lực lượng phá hư 20 tinh là tồn tại. Cái gì, tất cả mọi người kinh hô, này thật bất khả tư nghị, phá vỡ bọn họ nhận thức. Tự nhiên từ tiền bối, ở phá hư cảnh đạt tới lực lượng 20 tinh, tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đôi mắt đẹp của Thủy Nhạn Ngọc sinh quang, toát ra vẻ khâm phục mãnh liệt. Nếu tự nhiên đột nhiên xuất hiện, Nói không chừng vài ba câu là có thể thắng được phương tâm của vị mỹ nữ này. Vậy làm sao bù đắp ba tinh lực lượng kia? Có người hỏi, chương 925, Đàm Sinh Ý, Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu nói, đây là nhân lực không thể làm, cần được thiên trợ giúp, tỉ như có hành động vĩ đại gì, được thiên địa nhận đồng. Trong lòng Lệ Vi Vi đột nhiên khẽ động nói, Thủy tỷ tỷ, nếu như từ tiểu thế giới khai thiên mà đến, có thể đạt được thiên địa trợ giúp hay không? Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút nói, hợp ninh tinh chưa từng xuất hiện qua tiểu thế giới khai thiên mà đến nên ta cũng không rõ ràng lắm nhưng có thể khai thiên đây là một hành động vĩ đại kinh người có thể được thiên địa ban thưởng cũng không phải không có khả năng lệ vi vi gật đầu đại lăng triều khai thiên mà đến này ở trong nhân vật thượng tầng cũng không phải bí mật chỉ là đại lăng triều quá yếu nào có đại nhân vật nào sẽ để ở trong lòng bởi vậy trong thế hệ trẻ hiện tại chỉ có nàng mới biết lăng hàn là đế hoàng khai thiên mà đến t người này có thể khai thiên Chiến lực tất nhiên đạt đến 20 tinh, lại được thiên địa ban thưởng, vậy chiến lực bây giờ có bao nhiêu? Nhất thời cặp mắt của Lệ Vi Vi trợn tròn, Lang Hàn thì nghĩ tới một chuyện khác, trên lý thuyết mà nói, người thần giới không có khả năng tu luyện lực lượng tới phá hư 20 tinh, bởi vì ba tinh lực lượng cuối là không thể vượt qua. Chỉ có người từ tiểu thế giới trải qua khai thiên được thiên địa ban thưởng, mới có thể đề thăng ba tinh này. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là công bình, thần giới ngươi vừa sanh ra liền được hưởng tài nguyên vô tận như vậy cũng phải bỏ một ít đại giới. Dĩ nhiên đại giới như vậy gần như không đáng kể, người xem hợp ninh tinh tồn tại nhiều năm như vậy, mới có mấy tiểu thế giới khai thiên mà đến. Thế nhưng, tự nhiên dựa vào cái gì đạt tới lực lượng phá hư 20 tinh. Hắn khẳng định cũng khai thiên mà đến, vì sao không có truyền thuyết của hắn, ngay cả hướng thừa duấn cũng cho rằng Lăng Hàn là người thứ nhất từ trước tới nay khai thiên đến, nhưng rõ ràng 30 vạn năm trước đã xuất hiện một cái. Trong khoảng thời gian này, có cất dấu bí mật gì? 30 vạn năm trước tự nhiên xuất hiện, chỉ ở trong sích Thiên Học viện 300 năm, liền đạt tới sơn hà cảnh đại viên mãn, sau đó rời loạn tinh hoàng triều, thậm chí hợp Ninh Tinh, từ nay về sau mất đi tin tức. Thủy Nhạn Ngọc nói, muốn trùng kích chiến lực phá hư 20 tinh, cần 3 yêu cầu, thứ nhất, để thăng nguyên lực, thứ hai, để thăng thể lực, thứ ba, để thăng uy năng bí pháp. Ngày hôm nay, chúng ta từ thể lực bắt đầu, đây cũng là dễ nhất. Nàng chỉ đạo mọi người tu luyện, đây thật là rất đơn giản đánh nát đầu khớp xương, tiếp đó lấy bí pháp ngao luyện, đúc lại. Một lần chỉ có thể đề thăng một chút cường độ thân thể, nhưng bách luyện sẽ thành thép. Nghe nàng hời hợt nói, da mặt của mọi người lại co quắp, cái này thật đáng sợ, có mấy người chịu được. Nếu như có thể tự đánh mình ngất xỉu, vô trì vô giác hoàn thành ngao luyện còn chưa tính, điều này cần toàn bộ quá trình bảo trì thanh tịnh, chủ động tế luyện, lúc này mới có thể đưa đến hiệu quả. Đạo lý này tất cả mọi người biết, nhưng muốn làm được. Thực sự là quá khó khăn. May là mọi người không cần đi lực lượng 20 tinh, chỉ cần đẩy chiến lực lên tới 20 tinh là được, cái này dễ hơn nhiều, không cần chơi mình đến thảm như vậy. Một ngày kết thúc, mặc dù mọi người nhuồn nhạo với Thủy Nhạn Ngọc, nhưng cũng có chút sợ nàng, sợ bị đối phương đè xuống đánh nát khớp xương toàn thân, đây cũng không phải đùa giỡn. Hoàn hảo, Thủy Nhạn Ngọc cũng phải tu luyện, bởi vậy cách 5 ngày bọn họ mới cần lên khóa, thời gian khác đều tự mình tu luyện, có vấn đề thì để lại đến khi đi học hỏi lão sư học viện dĩ nhiên không thể so với sư phụ, đây không phải quan hệ thầy trò chân chính, chỉ là truyền thụ một chút tài nghệ mà thôi. lang hàn kêu lệ vi vi đi chỗ ở của hắn, quý vân nhi cũng đi theo. này, người thần bí hề hề, tới cùng có chuyện gì? lệ vi vi tính tình gấp, vào sân liền không nhịn được hỏi. lang hàn cười hắc hắc nói, mời các ngươi ăn. thiết lệ vi vi lập tức suy một tiếng, cho rằng bản tiểu thư chưa từng ăn qua sơn chân hải vị sao, cư nhiên dùng phương thức như vậy đến hối lộ mình. Chờ một chút, nàng nhìn chằm chằm lang hàn nói, uy uy uy, người sẽ không hạ dược vật gì trong thức ăn chứ, tiếp đó mưu đồ gây rối với chúng ta. Người tên cầm thú này, lại còn nghĩ nhất tiễn song điêu, quá dơ bẩn. Vi vi, quý vân nhi kêu lên, mặt đỏ bừng, ngay cả nàng cũng khiếp sợ sức tưởng tượng phong phú kia rồi. Lang hàn lấy ra nguyên liệu nấu ăn từ trong hắc tháp, bắt đầu nấu nướng. Vậy ngươi có ăn hay không, ta cầu ngươi sao, bản tiểu thư mới sẽ không trúng phép khích tướng của ngươi người coi bản tiểu thư mới 3 tuổi sao? Di, lệ vi vi đột nhiên khịt khịt mũi, ánh mắt nhìn chăm chú lên thịt trên kệ nướng, lại liếc tới nổi canh. Thơm quá, nàng động dung nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Lang Hàn cười nói, trong thịt này có độc, ngươi xem một chút đi. Hanh, ngươi dám hạ độc, bản tiểu thư liền tước chết ngươi. Lệ vi vi nhìn không được liếm đầu lưỡi nói, đầu gỗ, thịt này ở đâu ra, thơm quá. Lang Hàn nhìn nàng một cái nói, làm sao, muốn ăn chết đầu gỗ lệ vi vi hừ một tiếng ngươi thật là lòng dạ hẹp hòi không phải nói ngươi một câu thôi sao được rồi bản tiểu thư muốn ăn thì thế nào ngươi không phục ngươi tới cắn bản tiểu thư a lang hàn một trận không nói gì thảo nào tả tướng rất nhức đầu với ái nữ này quả thực không có chúc thục nữ rụt rè hắn cười nói nguyên liệu nấu ăn như vậy ta còn có rất nhiều nên ta muốn cùng ngươi làm sinh ý muốn bán cho bản tiểu thư sao được có bao nhiêu bản tiểu thư thu bấy nhiêu Lệ vi vi phất phất tay, có vẻ tài đại khí thô. Lang Hàn dùng ánh mắt hoài nghi nhìn nàng nói, người có bao nhiêu chân nguyên thạch, ít hơn một nghìn thì đừng nói với ta có tiền. Lệ vi vi há mồm muốn phản bác, nhưng cụt hứng thở dài, nàng thật đúng là cầm không ra một nghìn chân nguyên thạch. Càng giàu có, đối với hậu đại chi phí thì hạn chế càng nghiêm ngặt, bởi vì trong tay ngươi nhiều tiền, thì có khả năng đi ăn chơi đàng điếm, bỏ qua thời kỳ tu luyện hoàng kim, sao có thể tiêu xài. Đôi mắt đẹp của quý vân nhi cũng sáng ngời nói ý của lăng sư huynh là, bán những nguyên liệu nấu ăn này vào các hào môn sao. Lăng hàn vỗ tay một cái, cười nói, vẫn là quý sư muội thông tuệ, hắn là tân sinh thứ nhất lần này, bởi vậy vô luận tuổi lớn hơn hay nhỏ hơn hắn, cũng phải gọi hắn là sư huynh. chương 926, Bạch Hổ Hậu Duệ, Lệ Vi Vi bất mãn, thầm nói, bản tiểu thư đâu đần sao, bất quá, những thứ này không phải linh nhục thì ăn ngon như thế nào đi nữa phỏng trừng cũng không người nào nguyện ý dùng chân nguyên thạch mua, quý vân nhi nhìn ra lang hàn hiển nhiên muốn chân nguyên thạch hơn nữa còn là số lượng lớn linh nhục linh nhục gì lang hàn hỏi lệ vi vi nhất thời suy một tiếng nói quả nhiên là nông dân ngay cả linh nhục cũng không biết nói cho người biết linh nhục chỉ có yêu thú thần cấp mới có thể xúc tích đó là bộ phận tinh hoa nhất có thể trực tiếp ăn đại bổ nguyên khí có thể đề thăng tu vi hiệu quả còn lớn hơn chân nguyên thạch đáng tiếc là vô luận yêu thú hình thể bao lớn linh nhục chỉ tương quan cảnh giới sơn hà cảnh tiểu cực vị, cũng chỉ có một miếng nhỏ như thế. Nàng đưa ra một ngón út, thực sự là nhỏ đến đáng thương, phải biết rằng yêu thú thần cảnh động một cái là hình thể có thể đạt đến một ngọn núi cao. Lăng Hàn Nga một chút, vậy hắn lại thêm một con đường để thăng tu vi. Hắn thấy thịt nướng đã không sai biệt lắm, liền lấy xuống, dùng đao cắt ra hai phần, phân biệt đưa tới cho Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi nói. Các người trước nếm thử, nhìn xem có đáng giá dùng chân nguyên thạch đến mua hay không. Đầu gỗ, người thật không có hạ dược, trên mặt lệ vi vi tràn đầy hoài nghi, không ăn thì đưa ta, lang hàn làm bộ muốn lấy về, đi đi đi, đưa đến trong tay bản tiểu thư, đó chính là của bản tiểu thư, nào có đạo lý cho ngươi lấy về. Lệ vi vi vội vã hộ thực, dùng chiếc đũa gắp thịt nướng, cắn một cái, nhất thời, nàng biến sắc. Vi vi, làm sao vậy? Quý Vân Nhi vội vàng hỏi, nàng tự nhiên sẽ không để chuyện hạ dược của lệ vi vi ở trong lòng. Chỉ là nhìn nét mặt bây giờ của lệ vi vi lại để cho nàng lo lắng người từ tiểu thế giới tới có thể nào thật không biết sợ sẽ làm ra sự tình kinh người gì không ăn quá ngon rồi lệ vi vi chợt kêu lên tiếp đó lang thôn hổ yết trong nháy mắt ăn sạch sẻ thịt nướng còn dư lại tiếp đó mắt lom lom nhìn miếng thịt trước mặt quý vân nhi đôi mắt đẹp xinh quang như muốn nhào qua quý vân nhi không tự chủ được đưa tay bảo hộ nói thật ăn ngon như vậy sao lệ vi vi quay mặt lại nói đầu gỗ mau đưa thịt nướng còn lại cho bản tiểu thư lang hàn cũng cười nói Ngươi sẽ dùng chân nguyên thạch mua sao? Sẽ, lệ vi vi không nhịn được nói. Nhanh cho ta, ngày hôm nay bản tiểu thư muốn ăn thống khoái. Cẩn thận lên cân, lang hàn cười nói. Ha 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 ha, bản tiểu thư ăn làm sao cũng sẽ không béo, trời xanh vóc người tốt ra. Lệ vi vi rào rạt đắc ý, lang hàn lấy thịt xuống, bỏ vào trong đĩa cho lệ vi vi. Cô gái nhỏ nhất thời đại hỷ, vội vàng dùng chiếc đũa gắp lên, lại ăn ngon lành quý vân nhi không khỏi hiếu kỳ thật ăn ngon như vậy sao lệ vi vi là nữ nhi của tả tướng có sơn chân hải vị gì chưa từng ăn qua nhưng bây giờ bất kham như thế để cho nàng tràn đầy chờ mong nàng yêu nhã cầm lấy chiếc đúa gắp thịt nướng lên lấy hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn một cái nói thật thịt nướng này thực nướng không được tốt lắm nhưng cắn một cái nhất thời mùi thịt nồng nặc tản ra ở trong miệng loại tiên vị này thật làm cho linh hồn của người ta run rẩy làm sao sẽ ăn ngon như vậy nàng tương đối rụt rè, cũng tương đối hàm xúc, nhưng vẫn có kích động muốn há to mồm, lang thôn hổ yết. Mèo meo đúng lúc này, chỉ thấy một bóng trắng hiện lên, ở trước khi ba người có phản ứng gì, hai miếng thịt nướng trên kệ đã không thấy. Con bạch miêu kia, Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi đồng thời kinh hô, ở trên tường viện, không phải là con bạch miêu kia sao? Trong miệng ngậm hai miếng thịt nướng, lại còn có thể nhìn ra vẻ đắc ý trên mặt nó, phảng phất đang cười nhạo ba người. Thế nào, bản vương vẫn đắc thủ a à, nó lang thôn hổ yết trong nháy mắt liền ăn sạch hai miếng thịt thảo nào mập thành như vậy lúc này lăng hàn có cảnh giác nhưng vẫn không thể nào đúng lúc xuất thủ ngăn trở đừng xem con mèo này mập đến bụng tròn vo nhưng tốc độ lại mau kinh người oa a a đó là thịt của bản tiểu thư lệ vi vi nhất thời kêu thảm thiết chỉ tay nói số miêu người dám ăn trộm thịt của bản tiểu thư bản tiểu thư không để yên cho ngươi Lang hàn không khỏi cười nói đó là thịt của ta đi Ta biết ngươi rất kích động, nhưng không thể chẳng phân biệt chủ khách chứ." Lệ Vi Vi hừ một tiếng nói, "Ngươi là người của bản tiểu thư, thịt của ngươi dĩ nhiên cũng là của bản tiểu thư." "Di, con mèo này, đây không phải mèo mà là thần thú Bạch hổ." Tiểu Tháp đột nhiên nói, "Ngày hôm qua ta cũng có chút nghi hoặc, nhưng không thể xác định, nhưng bây giờ ta có thể kết luận, đây tuyệt đối là Bạch hổ hậu duệ." Lăng Hàn A à một chút, "Con mèo mập kia cư nhiên không phải mèo, mà là con cọp." Nó đầu thai nhầm sao? sao phát dục thành như vậy? Hắn không khỏi thầm nói, ngươi xác định, ha ha, chỉ có bạch hổ hậu duệ mới có thể tản mát ra khí tức cao quý như vậy, không sai được. Tiểu tháp nói, bạch hổ rất cường đại sao? Lang hàn nói, hắn gặp qua chân long hậu duệ, không phải bị hắn làm thịt sao? Thiết, ngươi gặp phải chỉ có thể coi là thanh long hậu duệ. Tiểu tháp khinh thường, tối đa chỉ có một tia thanh long huyết mạch mà thôi. Nhưng con bạch hổ này bất đồng, huyết mạch của nó rất thuần hậu, nhưng hình như bị thương nặng gì, dẫn đến huyết mạch không thể phát huy được. Trước chờ một chút, bạch hổ mạnh như thế nào? Lăng Hàn hỏi, sáng thế cảnh biết không? Tiểu tháp hỏi ngược lại, đây không phải nói nhảm sao? Ha ha, bạch hổ ở trạng thái toàn thịnh, phun ra một đạo canh kim sát khí cũng có thể diệt sáng thế cảnh. Tiểu tháp khinh thường nói, thiệt hay giả, Lăng Hàn không thể tin được, sáng thế cảnh là thế lực lượng cường đại nhất giới này a à? Đồng dạng là phá hư tầng 9, cũng có cách biệt một trời đó thôi. Huống chi, huống chi cái gì, không có gì, người tốt nhất tu luyện đi, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Lăng Hàn muốn đánh người, cái đề tài này không phải nó khơi màu sao. Hắn cũng lười tính toán nói, bạch hổ hậu duệ thì thế nào, người có bản lĩnh thu phục nó sao? Hắc, nếu không có, ta sẽ nói nhảm với ngươi nhiều như vậy. Tiểu tháp hừ nói, được, lại ngạo kiều rồi, bất quá lần này Lăng Hàn sẽ không so đo nói. Làm sao thu, bất quá, nó có chủ nha chương 927, một bữa cơm liền thu mua thượng. Lấy bạch hổ kiêu ngạo làm sao có thể thần phục cận bả đại năng tinh thần cảnh. Người cầm trúc thần thiết ra, bạch hổ trúc kim, có thể hấp thu lực lượng thần thiết để thăng tu vi. Tiểu tháp nói, lăng hàn a à một chút, hiện tại hàng năm hát tháp có thể sản xuất một khối thần thiết, để đó không cần mà nói, chất lượng thần thiết có thể không ngừng đề thăng. Nhưng bây giờ vừa qua một năm, trong tay hắn chỉ có một khối thần thiết mà thôi. Không bỏ được hài tử sao bắt được lang, còn bạch hổ này còn ở vào ấu kỳ, bây giờ ngươi đánh quan hệ tốt với nó, sau đó lại có thể chữa hết bệnh cho nó, không khó để nó nhận ngươi làm chủ. Hắc hắc, nó cũng là tồn tại cực kỳ cường đại nha. Tiểu tháp nói, lang hàn suy nghĩ một chút, liền lấy thần thiết ra, ngược lại hắn cách thần cảnh còn có chút thời gian. Hơn nữa, chỉ cần có chân nguyên thạch, mua thần thiết còn không đơn giản sao. Gì, đây là thần thiết, lệ vi vi dù sao cũng là nữ nhi của tà tướng. Liếc mắt liền nhận ra, không khỏi kinh ngạc. Đầu gỗ, người lấy thần thiết ở đâu? Không phải ăn trộm chứ? Lăng Hàn không để ý đến, chỉ nhìn con mèo mập lung lay thần thiết nói. Mèo mập, có muốn khối thần thiết này không? Mèo mập nhất thời dựng lông, nó là bạch hổ hậu duệ, cao quý dạng gì? Thật là một người phàm, không biết bản vương lợi hại. Nó giả vờ rụt rè, người cho là dùng một khối thần thiết, bản vương sẽ mắc câu sao? Thực sự là quá coi thường bản vương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, từ trong hắc tháp lấy ra một quả cầu nhung, ném trên mặt đất một cái. Mèo meo mèo mập nhất thời không thể điều khiển tự động, thoáng cái liền nhào tới. Thẳng đến nhào tới gần quả cầu, lúc này nó mới ý thức được mình quá không rụt rè, cư nhiên bị một quả cầu câu dẫn đến lộ ra nguyên hình, vội vã ngồi trồm hổm xuống, dùng móng vuốt vuốt dâu, giả vờ thanh cao, chỉ là ánh mắt luôn nhịn không được nhìn quả cầu kia, thật là muốn chơi một chút. Nhìn bộ dáng này của nó, lệ vi vi cười ha hả, quý vân nhi thì tương đối rụt rè, cũng không nhịn được lấy tay che miệng nhỏ, lộ ra dáng tươi cười còn có lăng hàn lại ném ra một quả cầu nhung meo meo mèo mập không thể kiên trì mà nhào ra ngoài nếu tiểu tháp có biểu tình mà nói hiện tại nhất định sẽ há to miệng nó một trận không nói gì một lát sau mới nói con bạch hổ hậu duệ này bị thương chỉ sợ là đầu a thật coi mình là mèo có chút não tàn con mèo nhỏ mau tới tỉ tỉ cũng có cầu nhung lệ vi vi cầm lấy cầu nhung trên đất tiếp đó ném một cái mèo mập không thể tự giữ mà nhào ra ngoài tiếp đó tức giận đến kêu to mèo 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 thầm hận không ngớt tại sao mình hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có sức chống cự với cầu nhung nhỉ lang hàn cười nói mèo mập làm bằng hữu đi sau đó thịt nướng nơi này bao người ăn no thế nào tuy ngươi có thể đoạt nhưng ta cũng có thể không lấy ra nữa hơn nữa ta còn có thể ăn ở địa phương khác nếu không phải mỹ thực trong hắc tháp mèo mập tự nhiên là chẳng thèm nhìn nói giỡn cầm chút thực vật đã muốn làm bằng hữu với bản vương. Nghĩ thật hay, nhưng bây giờ nó vừa nghĩ tới thực vật trong hắc tháp liền nước bọt chảy dòng, ngày hôm nay mới sớm thủ ở chỗ này, không phải là vì đoạt thức ăn sao. Nó không khỏi khó khăn, bạch hổ kiêu ngạo để nó muốn kiên cường một chút, không thể vì năm đấu gạo mà khom lưng, nhưng làm một con mèo tham ăn, nó lại địch không nổi hấp dẫn như vậy. Không phải chỉ kết giao bằng hữu sao, lại không muốn chỗ tốt gì của ngươi. Lang Hàn cười nói, meo meo, mèo mập gật đầu, cảm thấy Lăng Hàn nói rất có đạo lý, ngược lại không cần nó bỏ cái gì nha. Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi đều kinh ngạc, phải biết con mèo này bị Trương Đức Mãn nói kinh khủng không gì sánh được, là tồn tại tuyệt đối không thể trêu chọc, nhưng bây giờ cư nhiên đáp ứng làm bằng hữu với Lăng Hàn, quả thực. Không biết nói gì, chủ yếu nhất là, con bạch hổ này quá nhỏ, dễ lừa gạt dễ mắc lừa, bằng không nếu như đổi thành con thỏ kia, người xem có thể mắc lừa hay không. Lăng Hàn lấy ra càng nhiều thực vật hơn, không chỉ thịt nướng, còn làm những thức ăn ngon khác. Linh dược nghìn năm làm phụ liệu, đặt ở tiểu thế giới là sự tình xa xỉ không gì sánh được, mà phóng tới thần giới sẽ bình thường hơn rất nhiều, bởi vì thọ nguyên của thần linh quá dài, mà thế lực cường đại có thể lấy một khu vực lớn dùng để nuôi trồng linh dược, trồng mấy nghìn năm, vậy hàng năm sẽ thu hoạch không ít linh dược nghìn năm a. Bất quá, lấy số lượng mà nói, vô luận như thế nào cũng không thể so với hắc thác, bởi vậy dù cho lệ vi vi thân là nữ nhi của tà tướng, Thấy Lăng Hàn hào hoa xa xỉ như thế, cũng không nhịn được sợ hãi than. Lẽ nào tiểu thế giới giàu có như thế? Bữa tiệc này tự nhiên mỗi người đều ăn tận hứng, tuy mèo mập cũng thuộc về loại ngạo kiều, nhưng đó là thần thú kiêu ngạo, thiên tính cho phép, nhưng ăn xong một bữa cơm, nó cũng thả hết, lười biếng nằm đó, mặc cho Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi lấy tay xoa bụng, thoải mái không gì sánh được. Đường đường thần thú hậu đại, cư nhiên bị một bữa cơm thu mua, đáng thẹn a. À. Lăng Hàn Triệu Tầm Kim thử ra, nhưng không để đám người lệ vi vi phát hiện chỉ cho là nó từ trong nhà chạy ra vừa nhìn thấy chuột mèo mập lập tức có phản ứng bản năng chợt xoay người bò dậy chuẩn bị làm công tác của mình a à. mà tầm kim thử thì kinh hãi bốn chân cứng đờ nằm ở trên mặt đất giả chết rồi hù chết bảo bảo lang hàn cười ha ha nói đây là sủng vật ta nuôi không nên hù dọa nó lúc này mèo mập mới liếm liếm móng vuốt đã đáp ứng làm bằng hữu, dù sao cũng phải cho chút mặt mũi nha tầm kim thử lẻn đến trên vai lăng hàn móng vuốt nhỏ chỉ vào mèo mập hô xèo 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 ý tứ là đại gia hỏa này muốn ăn bảo bảo chủ nhân ngươi nhất định phải làm chủ cho bảo bảo lệ vi vi và quý vân nhi đều tấm tắc lấy làm kỳ yêu thú có linh trí không ngạc nhiên trên thực tế yêu thú đạt đến phá hư cảnh phần lớn đều có thể nói chuyện mà tiến vào thần cảnh thì có thể hóa thành nhân hình nhưng con chuột này lại quá hiếm thấy làm cho đôi mắt đẹp của các nàng sinh quang tranh nhau giành lấy làm tầm kim thử sợ đến giả chết, cho rằng hai nàng muốn ăn bảo bảo. Sau bữa cơm, Lăng Hàn và hai nàng định xong thương nghiệp đồng minh, do hai nàng phụ trách mở con đường, mà hắn thì phụ trách cung cấp, lợi nhuận chia 5 năm, Lăng Hàn cầm phân nửa, Lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi chia phân nửa. Chương 928, một bữa cơm liền thu mua hạ. Lệ Vi Vi hăng hái bừng bừng, đây là một cơ hội cải biến hình tượng của mình a. À. Ở trong mắt lão phụ, nàng nhất định là một tiểu thư chỉ biết tiêu tiền nhưng người nào không có chút ngạo khí chứ. Lệ vi vi sẽ chứng minh, mình không thể chỉ biết dựa vào cha chú như vậy. Nàng tràn đầy ý chí chiến đấu, rất nhanh thì kéo quý vân nhi ly khai, khẩn cấp muốn làm một cuộc. Lang hàn thì lửng thưởng đi hướng thư các của Bắc phân viện. Thư các thư các, đương nhiên là có tàng thư vô tận, bao quát công pháp, vũ kỹ, đan thuật, trận pháp. Nhưng học viện sẽ không để cho ngươi không công đạt được, người phải nỗ lực, đi kiếm tích phân, dùng tích phân để đổi lấy mấy thứ này. Dĩ nhiên, đây là nhằm vào thần cảnh, bí pháp phá hư cảnh căn bản không được học viện để vào mắt, phàm là đệ tử của học viện đều có thể tùy ý xem qua. Bởi vậy Lăng Hàn không cần lo lắng không có tích phân, ngay cả tư cách đi vào cũng không có. Tích phân A, sau này sẽ suy tính tới. Lăng Hàn thầm nói, trừ khi hắn bái một đại lão của học viện làm sư, bằng không công pháp thần cấp hắn chỉ có tự nghĩ biện pháp tìm. Này có thể ở phòng đấu giá dùng chân nguyên thạch mua, nhưng công pháp được phòng đấu giá bán ra tất nhiên vô cùng chân quý, hắn bán thức ăn trong hắc tháp mấy năm cũng không có khả năng so tài lực với hào môn ở Hoàng Đô. Chỉ ít, ở trước khi đan đạo chưa thành hình, hắn chỉ có nghĩ biện pháp kiếm lấy tích phân, lại từ thư các đổi công pháp. Hắn cũng không muốn bái ai làm sư, sau khi ngồi lên vị trí quốc chủ, tính cách của hắn cũng biến hóa, có ngạo khí của đế vương. Trong thiên hạ, ai có thể làm đế sư? Hắn đi tới cửa thư các, chỉ thấy cửa ngồi một lão đầu, tóc bạc trắng, trên thân không ngừng lay động, biên độ rất nhỏ, hình như đang ngủ say. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, muốn đi vòng qua người đối phương. Ba, một cây quải trưởng duỗi tới, ngăn trở đường đi của hắn. Tiểu tử, muốn trộm sách sao? Lão giả này đột nhiên ngẩng đầu lên. Không dám, tại hạ chỉ là muốn mượn đọc một chút. Lăng Hàn nói, lão đầu nhìn Lăng Hàn thật sâu, mới nói. Đe xuống thủ ấn ở trên tảng đá kia, người đi vào bao lâu, lật xem bí thuật gì, tự nhiên sẽ rõ ràng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Lăng Hàn gật đầu, nhìn về thạch trụ phía trước, Cao chừng nửa người, trên đỉnh là một khối ngọc thạch, chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Hắn đưa tay đè xuống, cảm thấy ý thức của mình hơi tê dần, tiếp đó lập tức khôi phục bình thường, nếu không phải thần hồn của hắn linh mẫn không gì sánh được, thì căn bản sẽ không ý thức được. Thấy lang hàn lộ ra vẻ kinh ngạc, lão đầu không khỏi di một tiếng, nói. Người có thể cảm ứng được thần hồn bị nhổ một tia. Lang hàn biến sắc, thần hồn quan hệ trọng đại, nhưng bây giờ cư nhiên bị nhổ một tia. Yên tâm sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng gì với ngươi. Lão đầu cười nói, tiếp đó phất phất tay, vào đi thôi, nhìn lang hàn tiêu thất, hắn không khỏi thì thào lầm bẩm Thần hồn của tiểu tử này cư nhiên nhạy cảm như thế, thật khiến lão phu nổi lên lòng yêu tài, đáng giá quan sát một chút. Lăng Hàn chỉ có thể chuyển động ở tầng thứ nhất thư các, nhưng thư tịch tầng này mở ra hết, không có bất kỳ hạn chế lật xem. Hiển nhiên, những thứ này đều là thuật cùng pháp dưới thần cấp. Lăng Hàn cũng không vội tìm đan thuật, một đường đi qua, hắn chậm rãi lật xem. Hiện tại hắn đang tu luyện công pháp Nguyên Lực Tuyệt Không phải đứng đầu, bởi vậy muốn dựa vào cực dương công đạt đến nguyên lực thêm vào 4 tinh lực lượng. Khó khăn, hắn có thể sẽ dừng lại ở lực lượng 18, 19 tinh. Bởi vậy, hắn dự định đổi tu một môn công pháp. Đổi tu công pháp tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng, nhưng vì trùng kích lực lượng cực hạn 20 tinh, điều này hiển nhiên là thế phải làm. Xích Thiên Học viện, ít nhất là bác thư viện đối với chuyện này là rất chuyên gia nơi này có đại lượng công pháp, đều 10 tầng viên mãn, có thể tu luyện tới cực hạn phá hư cảnh. Mà đạt đến bước này, đều có thể xin học viện trợ giúp, sẽ có cường giả chọn công pháp truyền cho, trùng kích Sơn Hà Cảnh. Vào Sơn Hà Cảnh, hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Đây cũng là chân lý vĩnh hằng không đổi của võ đạo giới, tu luyện cuối cùng là sự tình bản thân, người ngộ không ra áo nghĩa, ai cũng không có khả năng giải thích với người rõ ràng, chỉ có thể chính người suy nghĩ, có khả năng vài ngày, mấy năm liền hiểu được, cũng có khả năng cả đời dừng ở đó. Dưỡng thành tập quán ỷ lại người khác, đối với võ giả mà nói là chí mạng. Lăng Hàn tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện công pháp thích hợp mình nhất, mà muốn đẩy lực lượng đến phá hư 9 tinh, 10 tinh, thậm chí 11 tinh đều tương đối đơn giản, nhưng 12, 13 tinh lại khó khăn không gì sánh được, thêm một tinh tựa như lên trời. Hắn suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ khẽ động, thầm nói. Hiện tại ta 6 thuộc tính đầy đủ, sao không đồng tu 6 loại công pháp, Sao lại dung hợp chúng nó Nghĩ như vậy, nhất thời trong lòng hắn lửa nóng Làm sao cũng không khống chế được Hắn tìm, tìm kiếm 6 môn công pháp đẳng cấp không sai biệt lắm Nhưng phân 6 loại thuộc tính ngũ hành và lôi Tiếp đó nhất nhất ghi tạc trong đầu Thư tịch nơi này không thể mang ra ngoài Hơn nữa bất đồng thư tịch truyền thống Những thuật pháp này đều ghi chép lên xương Có chút là xương thú, có chút thậm chí là xương người Cầm liền khiến người ta mau cốt tủng nhiên Ngón tay chạm tới, đầu khớp xương phát quang công pháp hiển hóa, tất cả đều là bí văn đan vào, cũng không phải văn tự chân chính, còn có một bức vẽ kinh mạch, miêu tả lộ tuyến nguyên lực lưu truyền, còn phải đả thông một số ẩn mạch. Nguyên lai còn có mấy thứ này, Lăng Hàn mở rộng tầm mắt, hắn xuất thân từ một tiểu thế giới, dù hai đời làm người cũng không sửa đổi được điểm ấy, bị giới hạn hoàn cảnh của tiểu thế giới, công pháp 10 tầng hắn xem qua chỉ có hai bộ, một bộ đến từ hải tộc, một bộ đến từ ngũ tông. Những công pháp này tối đa có thể để hắn tu luyện tới phá hư 11 tinh, cách nguyên lực cực hạn còn kém hai tinh. Lăng Hàn nhìn như mê như say, hắn đã đứng ở cao độ phá hư tầng 9, những công pháp này với hắn mà nói chỉ là tham khảo, cũng không phải nan đề gì để hắn liên tiếp vò đầu bứt tai, vui không tự kìm hãm được. Hắn tự tin, sau khi dung hợp 6 môn công pháp, hắn có thể đẩy đại môn của lực lượng nguyên lực 13 tinh ra. chương 929 có ý nghĩ, phương diện thể thuật thì không cần lo lắng, cửu long phách thể thuật tuyệt đối đủ như bức, có thể đạt đến cực hạn man lực. Qua gần nửa ngày sau, hắn thỏa mãn nhắm hai mắt lại, thở hắt ra thật dài, nở một nụ cười, tiếp đó thả những cốt thư này về chỗ cũ, lại đi tìm đan thuật. Tìm được rồi, Lăng Hàn tìm được một quyển cổ tịch, này là thư tịch chân tránh, mở ra nhìn, ở trong ghi lại phương pháp luyện chế đan dược cấp 10, mà có chút đan dược cấp 10 cũng có hiệu quả với Sơn Hà Cảnh. Tỷ như bổ thần đan, Lăng Hàn không có tham, quyết định tạm thời chỉ lấy đan phương này. Hắn ghi đan phương xuống, này rất đơn giản, chỉ cần ngươi có đầy đủ trí nhớ là được, đây đối với phần lớn võ giả mà nói đều không thành vấn đề. Khó ở chỗ, ở thời gian luyện đan phải lấy mạch văn trong dược liệu ra, tiến hành đan vào. Này rất dễ sai lầm, một cái sơ sẩy, mạch văn đan sai, vậy toàn bộ hủy hết. Bởi vậy, tòa thuốc này ghi chép tài liệu chỉ nửa trang, nhưng làm sao đan mạch văn lại dùng tròn 18 trang, đây chỉ là đan dược cấp 10, đan dược thần cấp thì càng thêm kinh khủng, một quyển chỉ có thể ghi chép một đan phương, hơn nữa quyển sách này tuyệt đối dày thái quá. May mắn, thần linh sống đủ dài, có đầy đủ thời gian học tập nhiều đan phương hơn, bằng không đổi thành phá hư cảnh mà nói, cả đời chỉ có thể học được hơn 10 đan phương thần cấp. Lại gần nửa ngày sau, Lăng Hàn khép thư tịch lại, nhắm hai mắt tiêu hóa đan phương. Chỉ là một đan phương bổ thần đan, nhưng bởi vì có hiệu quả nhất định với Sơn Hà cảnh, nên đan phương này tự nhiên phức tạp, có thể coi là bán thần đan, đối với phá hư cảnh như Lăng Hàn mà nói, luyện chế có khó độ tương đối. Cường độ thần hồn của ta được luân hồi trả đề thăng rất lớn, hơn nữa tu luyện bất diệt thiên kinh, thần hồn vững chắc, đủ tư cách luyện chế bổ thần đan. Lăng Hàn rất có tự tin, bất quá, luyện đan luyện đan, chính là một quá trình nếm thử, từ thất bại đến thành công có khi chỉ cần vài lần, có khi hơn 10 lần, trong tay ta chỉ có hai khối chân nguyên thạch, không biết có thể mua được mấy phần tài liệu. Hắn thả cổ tịch lại chỗ cũ, tiếp đó xoay người, dự định ra học viện mua tài liệu luyện chế bổ thần đan. Đi tới cửa, lão đầu tóc bạc nhìn hắn một cái, đợi hắn đi ra thư các, đột nhiên mở miệng nói. Lão nhân họ từ, người có thể gọi từ lão đầu, lúc rảnh rỗi không ngại đến ngồi một chút, lão nhân rất thích nói chuyện phiếm với thanh niên. Lang Hàn ngẩn ra, quay người lại, hơi cung kính khom người nói. Vâng, tiền bối, tuy lão nhân này không hiện khí tức, thoạt nhìn chính là lão đầu tử, nhưng trong sích thiên học viện thật sẽ có người vô dụng sao. Hắn ngông nghênh, nhưng này và ngạo mạn là hai việc khác nhau từ lão đầu nhìn lăng hàn phất phất tay đợi lăng hàn xoay người đi thân ảnh biến mất hắn mới lẩm bẩm nói tiểu tử này cư nhiên dự định đồng tu sáu môn công pháp hắc hắc cũng không có bao nhiêu người biết đơn thuần tu luyện một môn công pháp là không có khả năng xông lên nguyên lực cực hạt nhưng một võ giả của tiểu thế giới cư nhiên đánh bậy đánh bạ đoán chúng thật là có ý tứ này cố nhiên là vận khí nhưng vận khí cũng là một bộ phận của thực lực nếu lão nhân không có là sao sẽ rơi đến bước này đây là mệnh là vận hay là tiếp núi của lão nhân có thể do tiểu tử này đền bù. Từ lão đầu nói đến câu sau cùng, hai mắt bỗng nhiên tản ra tinh quang, cả người có khí thế đáng sợ lưu chuyển, nhưng một đạo xích sắt đen kịt đột nhiên hiện lên, quấn ở lồng ngực của hắn thật chặt, để hắn không ngừng ho ra máu. Phía sau hắn xuất hiện bốn ngôi sao, mỗi viên đều lớn nhỏ giống nhau, này nếu để người thấy tuyệt đối sẽ khiếp sợ đến da tóc tê dại. Ai có thể nghĩ tới, một lão đầu trông coi thư các của Bắc phân viện lại là đại năng tinh thần cảnh đại viên mãn. Lăng Hàn ly khai thư các, trực tiếp ra học viện, vòng vo ở trong hoàng đô, tìm kiếm dược điếm. Võ giả tu hành không ly khai đan dược, bất quá luyện chế đan dược chỉ có thể tìm đan sư, cái này liền hạn chế số lượng dược điếm. Lăng Hàn tìm mấy nhà, lại thấy những dược điếm này quy mô quá nhỏ, đan dược bán ra đều dưới thần cấp, không có khả năng mua được tài liệu luyện chế bổ thần đan. Nhìn ở đây dùng vàng bạc tính tiền là có thể biết, trình tự quá thấp. Lăng Hàn tìm một hồi, rốt cuộc tìm được một cửa tiệm lớn chiều bài rất lớn, còn chưa đi vào liền thấy ở cửa đứng bốn thủ vệ, tu vi đều là phá hư cảnh. Hắn biết, trong dược điếm này khẳng định có vật hắn cần. Quả nhiên, đan dược, dược liệu nơi này rất đủ, đan dược cao cấp nhất thậm chí đạt tới thần cấp cấp 7. Đây là khái nhỉ hiểm gì? Đó là cường giả nhật nguyệt cảnh đại cực vị sử dụng, đổi thành lăng hàn hiện tại đi ăn một viên mà nói, tuyệt đối sẽ bảo thể mà chết. Cái này cũng đồng dạng áp dụng ở trên chân nguyên thạch, thiên địa linh khí ẩn chứa trong đó quá nồng nặc, Hiện tại hắn đi luyện hóa chính là muốn chết, căn bản không có hiệu quả để thăng tu vi. Bởi vậy, bảo vật tu luyện hiện tại cũng chỉ có thể coi là tiền dùng. Lăng Hàn cũng không tiếc gì, không bỏ tôm nhỏ sao bắt được cá lớn, chỉ cần hắn luyện chế ra bổ thần đan, sẽ mang đến cho hắn chân nguyên thạch cuồn cuộn không dứt. Hoàn hảo, sức mua của chân nguyên thạch vẫn tương đối khả quan, một khối chân thạch nguyên tiêu chuẩn cũng chính là một cân, có thể mua 5 viên bổ thần đan, mà mua nguyên liệu thì hơn 10 phần. Khái nhị hiệp 10 phần không phải chỉ có thể luyện ra 10 viên, mà là mỗi phần tối đa có thể luyện chế ra 5 viên. Đây là lấy một lò luyện đan tiêu chuẩn tính, nhưng dính đến độ khó đan vào mạch văn, vậy thì khó nói. Bất quá, có rất ít đan sư có thể toàn bộ luyện thành một lò đan dược, 5 viên là cực hạn, luyện ra 3 viên chính là trên tiêu chuẩn. Lo lắng đến thành phẩm, 10 phần tài liệu chỉ cần có thể luyện chế ra 5 viên, cũng chính là một thành tỷ lệ thành đan cũng đủ hồi vốn. Từ điểm đó mà xem, ở thần giới cũng giống như vậy, luyện đan là một nghề kiếm tiền nhanh nhất. Đáng tiếc là, đan sư quá khó thành tựu, mà đan sư có tỷ lệ thành đan cao lại càng ít. Biết được Lăng Hàn muốn luyện chế bổ thần đan, đám tiểu nhị 10 phần nhiệt tình, nói nếu như Lăng Hàn luyện ra thành đan, bọn họ có thể thu mua, nhưng không có khả năng lấy giá 5 viên một chân nguyên thạch, mà là 7 viên đổi một khối. chương 930, Luyện Đan, dù sao bọn họ cũng phải kiếm chút lời A. À. Phá hư cảnh tuyệt đối là quần thể võ giả số lượng khổng lồ nhất loạn tinh Hoàng Triều, bởi vậy bổ thần đan rất dễ bán, số lượng nhiều hơn nữa còn không sợ bán không rơi. Tương phản, loại đan dược này giá thấp, từ trước đến nay ít lãi tiêu thụ mạnh, tác dụng hấp dẫn khách nhân lớn hơn nữa, có đôi khi thậm chí còn bán xỉ. Lăng Hàn không có để ý những thứ này, hắn không chỉ mua sẵn tài liệu, còn có hạt giống. Có thứ tốt như hắc tháp, bày đặt không cần vậy thì ngu ngốc. Không bao lâu nữa, nguyên vật liệu của hắn sẽ cuồn cuộn không dứt, không cần đến đây mua. Hơn nữa dù sao bổ thần đan cũng chỉ là đan dược cấp 10, dược liệu phần lớn là trăm năm, chỉ có số ít mới cần 200 năm. Với hắc tháp mà nói, hai tháng mà thôi, Lăng Hàn tốn hai khối chân nguyên thạch, một khối mua 10 phần tài liệu, một khối khác thì mua số lớn hạt giống. Trở lại học viện, hắn bắt đầu vùi đầu luyện đan. Chiết xuất tài liệu, với hắn mà nói tự nhiên không có độ khó, hắn hít một hơi thật sâu, kế tiếp chính là trọng điểm, luyện đan. Mở lò, trong hắc tháp, Lăng Hàn không cần lo lắng ôn độ cực hạn, tại đây hắn là thần linh chân tránh. Oanh, hỏa diễm hừng hực, Lăng Hàn ném dược liệu vào lò luyện đan, ở dưới chân hỏa luyện chế, năng lượng trong dược liệu bắt đầu phát huy, từng đạo mạch văn đan vào. Lăng Hàn xuất thủ, gây dựng lại những mạch văn này, đạt đến yêu cầu của bổ thần đan, mới có thể phát huy ra hiệu quả. Hắn không ngừng thêm dược liệu, mạch văn cũng càng ngày càng phức tạp. Thình thịch, Lăng Hàn cụt hứng thở dài, nổ lò thất bại, làm đan đạo đế vương, Hắn đã bao nhiêu lâu không có thưởng thức qua tư vị luyện chế thất bại. Lang Hàn không khỏi nhớ lại năm tháng dĩ vãng, hắn du lịch ở trong Hải Dương Đan Đạo, nổ lò là như cơm bữa. Mà không có nhiều thất bại như vậy, sẽ có Đan Đạo đế vương về sau sao? Hắn không có lập tức luyện chế tiếp, mà nhắm mắt, nhớ lại chi tiết lúc trước là cái gì đưa đến thất bại. Nếu không làm rõ điều này, luyện 100 lần cũng thất bại 100 lần. Qua thật lâu, Lang Hàn mới bắt đầu luyện chế tiếp. Thình thịch, lại thất bại nhưng nếu có người ở đây sẽ phát hiện lúc này thời gian lăng hàn thất bại chậm hơn lần trước rất nhiều nói cách khác hắn có tiến bộ sau khi tổng kết thất bại trở lại thình thịch lần thứ ba thất bại nhưng không có vấn đề gì lại có tiến bộ lần thứ tư vẫn thất bại lần thứ năm vẫn thất bại lần thứ sáu đồng dạng thất bại nhưng khóe miệng của lăng hàn cũng lộ ra dáng tươi cười hắn đã quên hết thời gian chú tâm đầu nhập ở trong luyện đan hắn có đầy đủ nắm chặt lần thứ bảy nhất định thành công Đến, hắn cẩn cẩn rực rực, hai tay không ngừng dương động, đánh ra từng đạo kinh lực, điều phối mạch văn, để dược liệu bất đồng xuất hiện cộng minh. Nửa ngày sau, thân sắc của Lăng Hàn nghiêm nghị, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Khai, hắn khẽ quát một tiếng, hai tay dương động vô số lần, ba đạo hỏa diễm phun trào. Tam hỏa dẫn, đây là bí thuật độc đáo hắn sáng tạo. Hắn mở nắp lò, chỉ thấy trong lò có 5 viên đan dược tròn vo, nhưng theo nắp lò mở ra, ba ba ba. Có bốn viên nghiền nát, chỉ còn lại có một viên cuối cùng bay lên như có sinh mệnh muốn chạy ra ngoài Lăng hàn vội cầm lấy nó tiếp đó ra hắc tháp dự định để nó ăn đan kiếp nhưng hắn đứng ở trong sân thủy trung không nhìn thấy có dấu hiệu lôi vân tập kết chẳng lẽ luyện chế ở trong hắc tháp nên thiên địa không thấy mèo mèo tiếng mèo kêu thập phần tức giận vang lên chỉ thấy mèo mập nhào tới vung móng vuốt bắt tới lang hàn uy 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 chúng ta không phải bạn tốt sao lang hàn vội né tránh Mèo 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 mập gọi liên tục, nó nói, đã chờ ngươi 7 ngày, nhưng ngươi vẫn không xuất hiện, nó đói bụng rồi. Tiểu tháp nói, khóe miệng của lăng hàn hơi co quắp, ngươi còn có thể biết tiếng mèo, ta có cái gì không biết, tiểu tháp ngạo kiều nói, lăng hàn chợt sửng sốt, lại qua 7 ngày, hắn ôm mèo mập lên nói, hảo hảo hảo, lập tức mời ngươi ăn thịt, ngươi mau dừng tay, không, dừng chảo, nếu không ta làm sao cho ngươi ăn. Lúc này mèo mập mới ngừng tay, ngồi trồm hổm, dáng dấp ngạo kiều. Lăng Hàn làm thức ăn cho mèo mập và mình, tầm kim thử tự nhiên cũng theo ra ăn. Nhìn mèo và chuột ăn chung một bàn, Lăng Hàn không khỏi muốn cười, đây cũng quá hòa hải đi. Cái ý nhị hiểm này còn chưa chuyển xong, chỉ thấy mèo mập nhào tới tầm kim thử, con chuột này lại dám liếc trộm nó, nhất thời dọa tầm kim thử sợ đến bốn chân cứng ngắc, đuôi dựng thẳng tắp, nằm trên mặt đất giả chết. Một chiêu này nó lần nào cũng trúng, trước đây chọc cho đám người chưa toàn nhi, hách liên tầm tuyết vui vẻ không thôi, chỉ có hổ nữu luôn luôn nhìn nó chảy nước miếng, làm bảo bảo không có cảm giác an toàn, hoàn hảo, tiểu yêu tinh kia đã ly khai. Nhưng còn không có vui vẻ mấy ngày, cư nhiên lại tới một tên còn hung thần ác sát hơn. Sao bên người chủ ngân luôn có những quái vật hù chết bảo bảo nhỉ? Lăng Hàn không khỏi cười to, thình thịch thình thịch thình thịch, cửa viện bị gõ, hắn đi mở cửa, đã thấy lệ vi vi đang tức giận đứng đó, hai tay chống nạnh, dáng dấp muốn ăn thịt người. Chết đầu gỗ, 7 ngày này ngươi chạy đi đâu? Ngươi có biết bản tiểu thư mỗi ngày chạy đến, chân sắp mỏi rời hay không? Ngươi bất quá là tùy tùng của bản tiểu thư, lại dám để bản tiểu thư làm chân chạy, lại chạy vô ích nhiều lần, ngươi là muốn tạo phản sao? Nàng phát một trận oán giận, hiện ra hết bản tính điêu ngoa tiểu thư. Lăng Hàn vội vã nhấc tay, cười nói, không có ý tứ không có ý tứ, mấy ngày hôm trước có việc, không phải đã trở về sao? Được rồi, Người hưng phấn như thế, có phải nguyên liệu nấu ăn đã tiêu thụ rồi hay không? Nói nhảm, có bản tiểu thư mở đường, còn có vấn đề gì? Lệ vi vi hừ hừ nói, nguyên liệu nấu ăn người cho đã bán xong toàn bộ, bất quá, bởi vì là ăn thử, nên một khối chân nguyên thạch cũng không có kiếm được. Lăng Hàn gật đầu, nếu không có lệ vi vi và quý vân nhi ra sức, người thường muốn đưa thức ăn cho quyền quý cũng đưa không vào. Bất quá, người đã ăn, vậy kế tiếp đến phiên hắn định đoạt rồi hắn lấy ra số lớn thực vật giao cho lệ vi vi, mà lệ vi vi cũng rất hưng phấn, rất nhanh thì có chân nguyên thạch vào túi, tuy số lượng này không nhiều, nhưng là tiền nàng tự kiếm, để cho nàng hưng phấn không thôi. Lăng Hàn cũng lắc đầu, sinh ý như vậy không có khả năng làm lâu. chương 931 tiến bộ rõ ràng, không có biện pháp, hắn giải thích nơi phát ra những nguyên liệu nấu ăn này thế nào. Không gian linh khí dung lượng có hạn, nếu hắn có thể cung ứng cuồn cuộn không ngừng, nhất định sẽ bị người hoài nghi dù sao những thức ăn này quá ngon khó bảo toàn không ai sẽ không hiếu kỳ tuy thân phận của lệ vi vi cao quý nhưng hiện tại lăng hàn chỉ là một đế vương chán nản nói thật nếu không phải hắn còn có thân phận này sơn hà cảnh nào sẽ để hắn vào mắt lấn ngươi nhục ngươi giết ngươi thì như thế nào đây chỉ là số tiền nhỏ để hoàn thành tích lũy ban đầu bây giờ luyện chế bổ thần đan cực kỳ thuận lợi đây mới là chính đạo kiếm tiền lớn bằng không ngươi bận rộn làm một tháng cũng không bằng luyện chế một lò thần đan đưa lệ vi vi đi, Lăng Hàn lại bắt đầu luyện đan, bất quá lần này không có ở trong hắc tháp, mà ở trong sân. Mèo mập ăn uống no đủ, nhàm chán nằm ngủ ở trên tường Việt, bất quá có nó ở đây, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng không dám tới quấy giày, không biết con bạch miêu này là viện trưởng đại nhân nuôi sao, cường giả đại năng tinh thần cảnh ngươi chọc nổi sao. Luyện đan ở ngoài hắc tháp, độ khó sẽ hơi cao hơn, dù sao khống chế hỏa ôn không thể tùy tâm sở dục, bất quá Lăng Hàn vẫn có tiến bộ, Lúc hắn mở nắp lò, ba ba, lúc này chỉ có ba viên bạo liệt. Hai viên thành đan, đừng xem chỉ nhiều một viên, nhưng đây là một tiến bộ cực lớn, đặt ở trên người đan sư khác, khả năng này cần mấy tháng thậm chí mấy năm mới có thể đạt được, nhưng Lăng Hàn chính là đan đạo đế vương, hơn nữa đan dược cấp 10 còn trong năng lực của hắn, tiến bộ như vậy cũng không ngạc nhiên. Nhưng vẫn không có đan kiếp xuất hiện, lẽ nào, trình tự nơi này cao, đan dược cấp 10 đã không thể dẫn động đan kiếp. Lăng Hàn suy đoán bằng không hắn nghĩ không ra loại khả năng thứ hai. Không có đan kiếp thì không có đan kiếp đi, trở lại. Lò thứ 9, hắn thu hoạch 3 viên, lò thứ 10, hắn thu hoạch 4 viên. Hết tài liệu rồi, có một lò nữa, ta có thể đạt đến hoàn mỹ." lang Hàn thầm nói, hiện tại hắn đã thu hoạch 10 viên bổ thần đan, 7 viên mới có thể đổi một khối chân nguyên thạch, đã đủ vốn, một khối chân nguyên thạch khác là mua hạt giống. Hắc hắc, vẫn là đan dược kiếm tiền tốt, lão tử chọn nghề không sai nha lăng hàn cười nói đi ra cửa hắn muốn bán bảy viên trong đó lấy chân nguyên thạch mua một nhóm dược liệu khác mà lần này hắn chỉ tốn ba ngày một mực luyện đan không có thời gian tu luyện công pháp nhân lực thật là có hạn hiện tại ta thực cảm thấy thời gian không đủ dùng lăng hàn thở dài hiện tại đan đạo và võ đạo phải từ không bắt đầu xem ra hắn cũng phải làm ra lấy hay bỏ chọn trọng điểm nhất mà đi chiếu cố hai bên vậy căn bản nhìn không tới đi con đường võ đạo lăng hàn hạ quyết tâm đan đạo huy hoàng như thế nào đi nữa cũng chỉ phục vụ võ đạo địa vị cao cả không sai nhưng tôn trọng là bởi vì võ giả cho đến nếu cường giả không tôn trọng ngươi ngươi còn có thể đánh hắn sao nên xét đến cùng thực lực của bản thân cường đại mới là vương đạo hắn đi tới dược điếm trước bán ra bảy viên bổ thần đan tiểu nhị không biết lăng hàn là lần đầu tiên luyện chế chỉ cho hắn là tay giả đời không khỏi lắc đầu loại tiểu đan sư như ngươi tốt nhất tìm một thế lực dựa vào tuy sẽ bị trừ thành nhưng mà có cái bảo đảm không giống bây giờ, một cái sai lầm mà nói, người ngay cả vốn cũng không thu được. Tiểu nhị hảo tâm khuyên bảo, dù sao đan sư khó được, đan sư có thể luyện chế bổ thần đan cũng không đơn giản. Lăng Hàn chỉ cười cười, bảo đối phương cho hắn thêm 10 phần tài liệu, thu vào hắc tháp liền rời đi. Di, sau khi Lăng Hàn đi ra dược điếm, La Liệt vừa vặn từ một khúc quanh đi tới, hắn nhìn bóng lưng của Lăng Hàn, không khỏi kỳ quái, thầm nghĩ Lăng Hàn bất quá là dân đen từ tiểu thế giới đến, tới nơi này làm gì hắn đi vào cửa hàng, gọi tiểu nhị trước đó chiêu đãi lăng hàn hỏi. Người nó tới đây làm chi? Tiểu nhị biết hắn là la gia thiếu gia, không dám không đáp, hơn nữa đây cũng không phải chuyện bí mật gì. Vị khách nhân kia bán bảy viên bổ thần đan, mặt khác. Cái gì? La liệt lập tức cắt đứt đối phương nói, hai mắt phát quang. Người xác định, tiểu nhị gật đầu, lẽ nào hắn cũng ngớ ngẩn sao? La liệt cười nhạt, học viện nghiêm cấm học sinh bán đan dược ban thường, còn có công pháp, vũ kỹ bắt được chính là trọng phạt. Ha ha ha, hắn đang lo bắt không được tay cầm của Lăng Hàn, không nghĩ tới đối phương tự đưa mình tới cửa. Chỉ là đối phương ở đâu ra bảy viên bổ thần đan nhỉ? Cái ý nhị yệm này chỉ lóe lên ở trong đầu la liệt, hắn lập tức ném qua một bên, chỉ cần Lăng Hàn buôn bán đan dược của học viện, đây là tội lớn. Hắn hưng phấn, cũng không kịp mua thuốc, trực tiếp xoay người về nhà. Buồn cười là, nếu hắn hỏi nhiều vài câu, sẽ có thể suy đoán ra những bổ thần đan này là Lăng Hàn luyện chế. Tất nhiên, hắn cũng có thể khăng khăng một mực, kiên quyết không tin, một võ giả từ tiểu thế giới tới, trẻ tuổi như vậy, có khả năng là đan võ xong tu sao. La liệt vội về nhà, chạy đi gặp La Phách, hắn biết đầu óc của mình không thông minh như huynh trưởng để La Phách đến xử lý, mới có thể làm cho Lang Hàn bị đả kích nghiêm trọng nhất. Ca, ca, hắn thở gấp nói, những hậu đại quyền quý như bọn họ bình thường sẽ không ở trong học viện, vì điều kiện tu luyện rất tốt, chỉ mỗi năm ngày mới đi học viện một lần, nghe chút giảng giải, Hắn nói sự tình một lần, sau khi La Phách nghe xong, nhất thời cất tiếng cười to. "Lăng Hàn a à, Lăng Hàn, lần này ngươi cuối cùng lọt vào trong tay ta, xem ta thu thập ngươi như thế nào." "Ca, ngươi định làm như thế nào?" La Liệt vội vàng hỏi, hắn cũng hận Lăng Hàn đến tận xương. La Phách suy nghĩ một chút nói, "Bắt kẻ trộm phải cần chứng cứ, sai người coi chừng, lần tiếp theo Lăng Hàn xuất hiện, chúng ta sẽ có nhân chứng vật chứng đầy đủ." "Ca, có khả năng tiểu tử kia cũng thấy ta, nói không chừng lần sau sẽ đổi địa phương bán đan. La Liệt còn rất thật thông minh nha." La Phách gật đầu nói, hai tay chuẩn bị, "Chúng ta sẽ chờ đến đầu tháng, nếu không thể lấy chứng cứ, liền trực tiếp cáo trạng, ngược lại có tên tiểu nhị kia làm chứng, Lăng Hàn cũng trốn không thoát." Hắn trầm ngâm một chút nói, "Việc này, còn muốn nhờ thập thất tộc ra ra tay, hắn là trưởng lão của Bắc phân viện, có hắn phối hợp, không khó đóng đinh Lăng Hàn." Chương 932, chợ đêm đúng, chỉnh chết hắn. La liệt đỏ mắt nói, đường đường la ra thiếu ra cư nhiên bị đánh đến quỳ dạp trên mặt đất nói chịu thua, đây là nhục nhã bực nào. Lăng hàn không chết, hắn đêm không thể chợp mắt, la phách cười nhạt, chỉ bán đan còn chưa đủ để lấy mệnh lăng hàn, dù sao đối phương là thiên tài tứ tinh, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng quy củ dù sao cũng là quy củ, có thập thất tộc ra đứng ra tạo áp lực, để việc nhỏ hóa lớn, liền có thể đuổi lăng hàn ra xích thiên học viện. Mà không có xích thiên học viện làm chỗ dựa, một phá hư cảnh từ tiểu thế giới đi ra ngoài thì đáng là gì? Tùy tiện một cước liền giết chết, dám đoạt danh tiếng của ta, đây là đại giới. Trong ánh mắt la phách tản ra hàn mang, thứ nhất là lăng hàn, thứ hai là mã hưng, hai người kia hắn sẽ chỉnh chết. Đáng trách, tuy thực lực trình ra không bằng la ra, nhưng cũng không phải hắn nói chỉnh là có thể chỉnh, chỉ có thể bỏ qua trình hạo phi. La liệt lại chỉ muốn chỉnh chết lăng hàn thôi, hắn cười nhạt, đã không kịp chờ đợi mà muốn nhìn thấy đại cửu nhân bị hắn dẫm nát dưới chân. Lăng Hàn trở lại học viện, vừa vặn lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi rắc tay nhau mà đến, nhóm nguyên liệu đầu đã bán hết, tổng cộng bán 36 khối chân nguyên thạch, Lăng Hàn cầm phân nửa 18 khối, lệ Vi Vi và Quý Vân Nhi chia đều 9 khối. Kỳ thực này đã coi như một khoản tiền lớn, phải biết dù Lăng Hàn và Quý Vân Nhi đều là thiên kiêu trước ba trong tân sinh, nhưng từng tháng chỉ được học viện ban cho hai khối, có thể thấy được nó chân quý. Lệ Vi Vi vui không thôi, tuy nàng tuyệt đối không thiếu 9 khối chân nguyên thạch, nhưng này là nàng bằng năng lực của mình kiếm ra để cho nàng vui mừng không ngớt a à, người đã bỏ lỡ hai khóa của thủy tỷ tỷ thủy tỷ tỷ rất tức giận người chờ bị tước đi lệ vi vi nhìn có chút hả hê nói cùng lăng hàn hợp tác kiếm tiền là một chuyện nhưng không thoải mái lăng hàn lại là một chuyện khác hảo hảo chỉnh lăng hàn cái ý nhị hiểm này chưa từng tiêu thất qua lăng hàn thở dài mấy ngày nay quan tâm luyện đan hơn nữa kế tiếp hắn còn phải luyện đan vài ngày làm sao cũng phải luyện hết dược liệu vừa mua a à. Hơn nữa, muốn kiếm tiền cũng chỉ có luyện đan, ai bảo hắn không có cha làm tả tướng, hữu tướng chứ. Hai nàng ăn một trận, chơi đùa với mèo mập một chút, tiếp đó cầm không gian linh khí chứa đầy nguyên liệu nấu ăn đi. Các nàng cũng không có hỏi tại sao không gian linh khí của lăng hàn lớn như vậy, tới cùng chứa bao nhiêu vật. Dù sao các nàng không thể ngực lớn nhưng không có đầu óc như vậy a à. Lăng hàn lại bắt đầu luyện đan, kiếp trước 200 năm đều là đan sư, thân phận như vậy đã chảy xuôi trong xương của hắn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian trôi qua rất nhanh, đây chính là đan dược cấp 10, ngay cả Lăng Hàn cũng không có cách nào ra tốc thời gian, luyện một lò làm sao cũng phải nửa ngày, bởi vậy 10 lô luyện xuống là 5 ngày trôi qua. Nhưng thu hoạch cũng rất lớn, trừ hai lô đầu vẫn chỉ là 4 viên thành đan, 8 lô tiếp đều đạt tới 5 viên hoàn mỹ. Đây mới là đan đạo đế vương, Lăng Hàn cũng hết sức hài lòng, lúc này hắn tổng cộng có 48 viên bổ thần đan, 7 viên đổi một khối chân nguyên thạch, hắn có thể bán ra 7 khối, kiếm lợi nhuận gấp 6 lần. Món lãi cách xù, thực sự là món lãi cách xù. Dĩ nhiên, cũng chỉ giới hạn ở đan đạo đế vương như hắn, đan sư thông thường có thể kiếm 2-3 thành cũng không tệ, tựa như lần thứ nhất hắn luyện đan. Nhưng hắn không dự định bán cho dược điếm trước, 7 viên đổi một khối, quá bẫy người. Xích thiên học viện có chợ đêm, có thể đi vào trong đó bán, trao đổi vật phẩm, mọi người đều che mặt, chỉ nhìn hàng không hỏi người, nhìn chúng thì trả tiền thành giao, tuyệt không vạch trứng tìm xương. Lăng Hàn tự tin hắn bán nam viên một khối chân nguyên thạch, cũng sẽ bị người cướp mua. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là hắn luyện chế. Hắn dùng qua một viên, bổ thần đan mình luyện chế, ở hiệu quả vượt lên học viện phát ra chỉ ít 3 thành. Cái này cũng nam viên một khối chân nguyên thạch, nếu không bị đoạt điên mới lạ. Đến buổi tối, Lăng Hàn tìm áo choàng và khăn đen che mình lại, đi tới dưới chân một ngọn núi nhỏ. Hoàng đô quá lớn, học viện cũng quá lớn trong học viện thì có ba ngọn núi đây là ngọn nhỏ nhất trời vừa tối ở đây sẽ có chợ đến nhưng mỗi người đều ẩn giấu thân phận cái truyền thống này không biết từ khi nào thì bắt đầu ngược lại học viện không quản coi như là thầm chấp nhận chợ đêm đương nhiên là mở buổi tối ở đây rất hắc ám cũng chỉ có ánh trăng căn bản không có thủy tinh phát sáng thông dụng đây là vật chiếu sáng của thần giới có thể phát sinh ánh sáng trong bóng đêm cũng có thể điều tiết độ sáng phi thường thực dụng nhưng trong này đừng nói thủy tinh phát sáng, ngay cả đuốc cũng không có. Khiêm tốn, thần bí, là lời miêu tả nơi này. Lăng Hàn đi tới một góc ngồi xuống, ở trước người có một mục bài viết. Bổ thần đan, năm viên một khối chân nguyên thạch, chất lượng siêu phàm. Hắn ngồi xuống, nhưng từng hắc y nhân trải qua, cũng chỉ xem một chút, có còn hừ một tiếng. Ở đây mua đồ, hoặc là tiện nghi, hoặc là hy hữu, bằng không giá đồng dạng ta không thể ra ngoài mua sao, còn an toàn, sẽ không xảy ra vấn đề gì phát sinh. Người nói chất lượng siêu phàm là siêu phàm sao? Lăng Hàn ngồi một canh giờ, mới có một người khôi ngô không gì sánh được đi tới, ngay cả áo choàng cũng không thể che giấu hình thể, quả thực quá kinh người. Người nọ đứng ở trước mặt Lăng Hàn nói, hàng đâu, ta muốn nhìn. Lăng Hàn gật đầu, lấy ra một bình thuốc thải qua, ở trong đó chỉ có một viên bổ thần đan. Người nọ tiếp nhận bình thuốc, rút nút lọ, đầu tiên là người một cái, lập tức lộ ra vẻ vui mừng, đây đúng là bổ thần đan, hơn nữa chất lượng tương đối khá, so với hắn bình thường ăn còn tốt hơn. Hắn đổ đan dược ra, tỉ mỉ quan sát, về sau gật đầu nói. Nếu như đều là loại này, cho ta 5 viên, Lăng Hàn lại đưa ra một bình thuốc, tiếp đó thu viên đan dược lúc trước lại nói. Cảm tạ chiếu cố, người có thể kiểm tra một chút. Người nọ không dám chơi hào khí ở nơi này, chỉ cần quay người lại đó chính là không nhận nợ, hắn tỉ mỉ kiểm tra một phen, hài lòng gật đầu, Tiếp đó ném ra một khối chân nguyên thạch cho Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng kiểm tra một chút, đây là hàng thật không giả, nhưng có khả năng bị dùng qua, giá trị tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Chương 933, cổ linh ngọc tò mò. Song phương đều thỏa mãn gật đầu, khoản giao dịch này coi như hoàn thành. Có một người nếm thức, tự nhiên sẽ có thứ hai, thứ ba, lần đầu tiên Lăng Hàn có lưu lại 3 viên bổ thần đan, tự mình ăn một viên, lần thứ hai có 48 viên, vừa vặn 10 phần. Lợi nhuận gấp 10. Đây quả thật là rất thoải mái, chỉ là một ngày mới luyện được 10 viên, muốn 50 viên phải cần 5 ngày, quá lãng phí thời gian. Nếu đan sư khác biết ý nghĩ của Lăng Hàn, khẳng định đều có tâm bóp chết hắn, người 5 ngày kiếm lợi nhuận gấp 10 vẫn còn chê ít. Ra ngoài cẩn thận bị xét đánh A, Lăng Hàn âm thầm gật đầu, hắn kiếm được ít là bởi vì giá trị bổ thần đan không cao, nếu như là thần đan cấp 10 hoặc thần đan cao cấp nhất, vậy ngươi xem luyện một lò ra có thể kiếm nhiều ít. Đồng dạng là lợi nhuận gấp 10, đây chính là lấy 10 vạn, trăm vạn chân nguyên thạch. Không có biện pháp, bây giờ hắn thực sự là tiểu đan sư. Cho ta một phần, một thanh âm cô gái vang lên ở bên tai Lăng Hàn, có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng, bất quá vẫn cực kỳ êm tai. Lăng Hàn vừa vặn chỉ còn lại một phần, liền đưa tới cho đối phương, song phương hoàn thành giao dịch, hắn liền phủi bụi trên người, xoay người rời đi. Tạm thời, hắn không có dự định tốn thời gian ở luyện đan, phải nắm giữ, dung hợp 6 môn công pháp, mau chóng xông lên lực lượng phá hư hai mươi tinh tiếp đó đột phá sơn hà cảnh không nhập thần cảnh trung quy chỉ là con kiến hôi luyện vẫn phải luyện nhưng hắn chỉ cần bảo chứng mỗi ngày một viên để thăng thần hồn của mình là được nàng kia mở bình thuốc lấy ra một viên ăn vào nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc hiệu quả lại hơn bổ thần đan bình thường ba thành nhưng bổ thần đan không phải đan dược cao dai gì không có mấy đan sư nguyện ý nghiên cứu cải tiến đan phương này còn có thể đề thăng hiệu quả của đan dược ba thành, tất nhiên là dùng thủ pháp luyện đan đặc thù nào đó. Dưới khăn che, trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ ra vẻ khiếp sợ, cải tiến đan phương mà nói, kia chỉ giúp ích cho một loại đan dược, nhưng nếu xuất hiện thủ pháp mới, sẽ ban phúc cho toàn bộ đan đạo giới. May là ta nhớ kỹ mùi của hắn, nàng lộ ra vẻ đắc ý, nàng gọi cổ Linh Ngọc, người cuối cùng trong Hoàng Đô Tam Đại Mỹ Nữ. Bất quá, từ hai năm trước nàng đã tiến vào Sích Thiên Học Việt, nhưng không thuộc về bất kỳ học viện nào, mà là đan phân viện, chỉ tuyển nhận đan sư. Ở trên đan đạo, nàng có thiên phú xuất sắc, còn có khư giác rất mạch, có thể nhớ kỹ bất luận loại khí thức nào mà nàng người thấy qua, đối với đan sư mà nói, đây là một thiên phú mười phần khó lường. Nếu như hắn chính là tên đan sư kia mà nói, vậy có thể luận bàn một chút. Cổ linh thạch trở nên hưng phấn, một đường dùng mũi ngửi, truy tung lăng hàn, rất nhanh liền đi tới ký túc xá của Bắc Phân Viện. Mới đầu, Nàng còn tưởng rằng Lăng Hàn chỉ đi ngang qua đây, nhưng phát hiện Lăng Hàn vào một gian tiểu viện không đi ra nữa, nàng kinh ngạc không gì sánh được. Đây là một võ giả, không phải đan sư, nàng quyết định chờ một chút, trước tìm rõ nội tình của Lăng Hàn lại nói. Cổ gia cũng là đại gia tộc, muốn tìm hiểu tin tức của một học sinh là chuyện rất dễ dàng. Lăng Hàn cũng không có ý thức được hắn bị một mỹ nữ tò mò theo dõi, lần thứ hai hắn đắm chìm trong võ đạo, suy nghĩ lục pháp quy nhất. Nhưng qua cả đêm, hắn vẫn không có đầu mối dù sao đây cũng là một tiên phong. Ba ngày sau, hắn rốt cục lại đi phòng học, vừa vào phòng học hắn liền thấy huynh đệ la gia đều hai tay ôm ở trước ngực, nhìn hắn lộ ra nụ cười nhạt, hắn không có để ở trong lòng, dứt bỏ bối cảnh của la gia hắn một tay có thể đánh hai huynh đệ này thành tàn phế. Đến giờ học, Thủy Nhạn Ngọc cũng tới, ánh mắt của vưu vật phong tình vạn chủng này đảo qua lăng hàn, không khỏi cười nói. Không nghĩ tới hôm nay sẽ thấy lăng hàn đồng học xuất hiện, thật là làm cho ta có chút thụ sủng nhược kinh. Này tự nhiên là nói mát, nàng tổng cộng mới lên lớp 4 lần, Lang Hàn liền vắng mặt hai lần, đây cũng quá miệt thị nàng đi." Lang Hàn vội vàng nói, "Mấy ngày nay đang suy nghĩ biện pháp trùng kích nguyên lực 13 tinh, chờ chút nữa còn phải thỉnh giáo lão sư." Thủy Nhạn Ngọc nghe xong, lúc này mới gật đầu, nếu như Lang Hàn thật tốn tâm tư ở phương diện này, nàng dĩ nhiên sẽ không trách cứ, còn có thể tận lực hỗ trợ, nhưng nếu như đối phương chỉ dùng cái này ngụy trang, nàng nhất định sẽ khiển trách. Một đại yêu tinh như thế ở trên đài giảng bài, tự nhiên khiến người ta nhìn không chuyển mắt, các nam sinh mê say, các nữ sinh thì mô phỏng theo nhất cử nhất động của nàng, học để làm sao bày ra quyến rũ phong tình của mình. Vũ mà không yêu, mị mà không dã, một khóa rất nhanh liền hết, Lăng Hàn đi tới, hỏi đối phương sự tình lục pháp hợp nhất. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi rung động, cho tới bây giờ nàng không có suy nghĩ qua khả năng như vậy. Tại thần giới, người có nhiều linh căn đếm không xuể, chỉ cần ăn thần dược không có linh căn cũng có thể sinh linh căn, sáu linh căn thực sự là việc nhỏ. Mà đồng tu sáu môn công pháp cũng không ngạc nhiên, khó khăn chính là dung hợp chúng nó lại. Nàng đã qua giai đoạn phá hư cảnh, nhưng vẫn bị khơi dậy hứng thú, triển khai thảo luận với Lăng Hàn, đây rốt cuộc có khả năng thành công hay không, mà nếu như có thể, thì phải bắt tay như thế nào. Dưới các loại suy đoán, Lăng Hàn thu hoạch rất lớn, rốt cuộc bắt được một phương hướng, nhưng được hay không, lại cần bao lâu mới có thể thành công, thì là một chuyện khác nhìn dáng dấp bọn họ trâu đầu ghé tai thân mật, làm các nam sinh đố kỵ muốn chết. Hanh, muốn dùng biện pháp như thế tán gái, ý nghĩ không tệ, đáng tiếc chọn lầm người. Thủy Nhạn Ngọc là triệu sư huynh độc chiếm, dám phao nữ nhân của triệu sư huynh, tiểu tử này là đang tự tìm đường chết. Hanh, tự cho là tân sinh thứ nhất rất cao sao. Đi, chúng ta đi nói cho triệu sư huynh, Lăng Hàn thấy có linh cảm, liền cáo từ Thủy Nhạn Ngọc, một đường chạy về, hắn không kịp chờ đợi muốn thử. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi mỉm cười, thanh niên này thật đúng là võ si. Nhưng biết mấy ngày nay Lăng Hàn đang suy nghĩ võ đạo, nàng tự nhiên sẽ không nghiêm phạt Lăng Hàn, nhưng không biết đối phương là đào ngũ, đi luyện bổ thần đan. Bằng không, nàng chắc sẽ bị dọa cho giật mình, này là quái vật như thế nào. chương 934, 6 pháp quy nhất, Lăng Hàn trở lại trong phòng, bắt đầu bế quan khổ tu, dung hợp 6 pháp, lấy trùng kích cực hạn phá hư cảnh. Hắn đã có một ít manh mối, lập tức mất ăn mất ngủ nghiên cứu, hoàn hảo phá hư cảnh mấy ngày mấy đêm không ăn không uống cũng không có quan hệ gì hơn nữa hắn còn trẻ khí huyết tràn đầy vậy thì càng không có chuyện cảm giác mệt nhọc lại bốn ngày đi qua hắn đã có thành quả bước đầu cũng làm mèo mập gấp đến độ xoay quanh chúng ta không phải đã nói tốt người phải cung ứng bản vương ăn uống sao lại bốn ngày không thấy đùa giỡn bản vương có đúng hay không bởi vậy khi lăng hàn xuất hiện mèo mập lập tức nhào tới dương nanh múa vuốt con mèo yêu này phải nói là hổ yêu nhưng thấy thế nào cũng giống như là mèo, tốc độ nhanh kinh người, có thể sánh ngang hổ nữ, móng vuốt huy vũ, ngay cả lăng hàn cũng trúng chiêu, may mắn ra hắn dày, hơn nữa mèo mập cũng chỉ là phát giận, không thật muốn thương tổn hắn, tự nhiên không có khả năng tạo thành tổn thương gì. Lăng hàn cũng nổi lên chiến ý, muốn biết mèo mập này đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, liền cùng mèo mập đánh nhau. Mèo mập rất cường đại, chỉ nói lực lượng thì đạt tới trình độ 14 tinh, chiến lực dễ dàng phá 20 tinh, không hổ là thần thú di chủng mà tiểu tháp nói. Nếu lăng hàn khống chế lực lượng ở trình độ tương đương, sẽ bị đối phương lợi dụng tốc độ cứng rắn đánh, nhiều lần chúng chiêu. Nhưng nếu lăng hàn đề thăng lực lượng tới 15 tinh, một kích đánh ra, lực lượng kinh khủng đè ép không gian, mèo mập căn bản không thể gần người, bị không khí chấn văng ra, khó chịu không gì sánh được. Phá hư cảnh, một tinh tức một thiên địa, chiến lực càng cao, tranh lệch này lại càng lớn. Lăng Hàn tin tưởng nếu hắn toàn lực bạo phát, vậy căn bản không cần đánh ra công kích, chỉ cần chấn động không khí, mèo mập có khả năng tứ phân ngũ liệt. Điều này làm cho hắn càng thêm chờ mong lực lượng phá hư 20 tinh. Sau khi cho mèo mập ăn no, Lăng Hàn cũng ăn một bữa, hảo hảo ngủ một giấc, vô luận lúc nào, giấc ngủ luôn là cách khôi phục tinh lực tốt nhất. Lại đến thời gian đi học, Lăng Hàn không có trốn học, ở trên khóa lãnh giáo Thủy Nhạn Ngọc. Mặc dù mộ tính của Thủy Nhạn Ngọc không cao bằng hắn, nhưng dù sao cũng là cường giả sơn hà cảnh, có thể đứng ở tầng thứ cao hơn nhìn vấn đề, trải vuốt một ít cực hạn mà Lăng Hàn nhìn không thấy, đồng thời cũng khen Lăng Hàn không dứt miệng. Gặp phải người thông minh như vậy, để cho nàng thật có xung động muốn làm lão sư, mà không phải kiêm chức giống như bây giờ. Từ đầu gỗ này, rõ ràng là người của bản tiểu thư, lại dám câu tam đáp tứ. Lệ vi vi nhìn ở trong mắt, không khỏi hận hận nhéo nhéo quả đấm nhỏ. Hơn nữa, lại còn là thủy tỷ tỷ, thực sự là con cóc muốn ăn thiên nga. Vi vi, Người không phải ghen đó chứ?" Quý Vân Nhi cười nói. Lệ Vi Vi nhất thời cười nhạo, nàng quả thực kinh ngạc với các loại biểu hiện của Lăng Hàn, nhưng nàng đường đường là nữ nhi của Tả tướng, nhãn giới cao bậc nào sẽ bị đả động đơn giản như vậy sao? Nàng hai tay ôm ngực nói, "Ta chỉ là sợ Thủy Tỷ tỷ chịu thiệt, người xem đầu gỗ, vẻ mặt đắm đuối, nhìn chằm chằm vào ngực của Thủy Tỷ tỷ." Quý Vân Nhi không khỏi bật cười, nhãn thần của Lăng Hàn rất trong suốt, hơn nữa tuy không nghe được hai người đang nói cái gì, nhưng rõ ràng không quan hệ tới tình yêu nam nữ. Không được, lần này bản tiểu thư phải chỉnh đầu gỗ kia sợ mới thôi. Lệ Vi Vi chấp chấp đôi mắt đẹp, hiện lên một ý nỉ yệm đùa dai trong đầu. Vi Vi, Quý Vân Nhi vội vàng nói, bây giờ ba người là đồng minh buôn bán, tuy không thể nói là tài nguyên vô tận, nhưng theo nguồn tiêu thụ mở rộng, thu nhập cũng trở nên tương đối khả quan. Tuy cô gái nhỏ này không có ác ý gì, nhưng nhìn vạn lần đừng quá giới hạn. Vân tỷ tỷ, yên tâm, chỉ là để hắn ăn chút đau khổ, sẽ không như thế nào, ngươi cũng đừng lo lắng tiểu tình lang của ngươi. Lệ vi vi miệng không sợ gì nói, ngươi cái nhà đầu này, quý vân nhi làm bộ muốn đánh, lệ vi vi vội vã tránh, hai nàng nhất thời nháo thành một đoàn, để người thấy nóng mắt, ảo tưởng mình cũng theo vào. Cánh tay ngọc quấn quyết, ngọn núi cao vót, mê người cỡ nào a? À. Lang hàn cảm khái liên tục, cái gọi là một người kỹ ngắn, hai người kỹ dài, thảo luận với đối phương như thế hắn lấy được ích lợi rất nhiều, cảm giác ở trên con đường này có tiến bộ rất lớn. Mà Thủy Nhạn Ngọc cũng thương lượng, nếu như hắn có thể chân chính thành công, thì truyền thụ tâm đắc cho mọi người, phát dương quang đại. Dĩ nhiên, học viện nhất định sẽ ban ban thưởng Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng không sao cả, hắn có thể dung hợp 6 môn công pháp, không có nghĩa là người khác cũng được, đây không phải truyền thụ tâm đắc là được, mà là cần ngộ tính, ngộ tính không đủ, thì nói như thế nào đi nữa cũng uổng phí. Bất quá nếu ngộ tính đầy đủ, này có thể vì đối phương mở ra một cánh cửa mới tinh, trợ giúp thật lớn. Sau khi tan học, Lăng Hàn lại bắt đầu khổ tu, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tính cách của hắn chính là như vậy, trước đây vì nghiên cứu thấu triệt đan phương, hai ba tháng một thân một mình đau khổ nghiên cứu. Cũng chính vì có tinh thần như vậy, hắn mới có thể trở thành đan đạo đế vương. Hiện tại, hắn ở võ đạo cũng điên cuồng như vậy. Ba ngày sau, Lăng Hàn cuối cùng thu được đột phá, hắn có thể đồng thời vận chuyển sáu loại công pháp, về sau lại dung hợp chúng nó, chỉ là hiệu suất tương đối thấp, mỗi ngày tốc độ tăng lên rất chậm. Nếu như chiếu tốc độ như vậy, hắn phải 30 năm mới có thể đạt đến trạng thái viên mãn. Này kỳ thực không chậm, nhưng Lăng Hàn lại muốn sớm một chút đi tìm thân nhân, vợ, bằng hiếu, cũng muốn sớm ngày cải biến thân phận bản thân. Bất quá, hắn vừa mới khởi bước, còn có thể cải tiến công pháp, có không gian để thăng rất lớn. Đầu gỗ, thối đầu gỗ, lệ vi vi tìm tới, Lăng Hàn vừa vặn ngừng tu luyện, từ trong hắc tháp đi ra mở cửa. Lại có chuyện gì, hỏi hắn, tin tức tốt, tin tức tốt, lệ vi vi ném qua một tấm lệnh bài màu trắng, tựa như ngọc lại không phải ngọc. Đây là lệnh bài tiến nhập hắc ngọc trì, ngày mai người có thể vào. Bất quá, chỉ có thể sử dụng 4 canh giờ, quá thời gian sẽ tổn thương thần hồn và thân thể. Còn có, trước nửa đêm phải ly khai, vì sau đêm là thời gian nữ sinh sử dụng hắc ngọc trì, người muốn ở lại không ra, hắc hắc, đến lúc đó sẽ bị đánh chết. Nga, Thời gian trôi qua nhanh như vậy, chương 935, ta nói không phải cố ý, ngươi tin không?" Lăng Hàn bừng tỉnh, nguyên lai đã đến đầu tháng, đến phiên Bắc phân viện tiến nhập Hắc Ngọc Trì. "Hắc hắc, Lệ -e Vi Vi cười xấu xa, không kịp chờ đợi muốn xem dáng dấp xấu mặt của Lăng Hàn ngày mai, thực sự là quá mong đợi. Nhớ kỹ, phá hư chỉ có một ngày, nếu như bỏ qua ngày mai mà nói, thì phải chờ tới tháng sau." Nàng lại xác nhận một chút, Lăng Hàn tràn đầy hoài nghi nói: ngươi khi nào thì trở nên tốt bụng như vậy? Hanh, bản tiểu thư hảo tâm đưa thông hành lệnh cho ngươi, ngươi còn không hài lòng. Lệ vi vi hừ hừ nói, được, cảm ơn nhiều, lăng hàn lung lay lệnh bài trong tay. Lệ vi vi vội vàng xoay người ly khai, nàng sợ thời gian lâu sẽ nhịn không được bật cười. Lăng Hàn không nghĩ tới Lệ Vi Vi sẽ ở trong chuyện này hãm hại tự mình, tuy hắn thấy biểu tình của đối phương có chút cổ quái, nhưng tiểu thư điêu ngoa này luôn tinh quái, biểu tình phong phú cũng rất bình thường hắn tiếp tục cải tiến sáu pháp quy nhất mỗi đạt được một phần tiến bộ cũng làm cho hắn vui vẻ bất chi bất giác sắc trời đã sáng lăng hàn chưa thỏa mãn rất muốn tiếp tục nghiên cứu nhưng nghĩ tới hắc ngọc trì một tháng chỉ có một cơ hội tiến vào bỏ qua lần này sẽ chờ tháng sau liền đứng lên đi ra cửa hắc ngọc trì không phải bí mật gì ở lưng chừng trên một ngọn núi trong học viện có đại trận đáng sợ phong tỏa chỉ có cầm thông hành lệnh trong tay mới có thể đi vào bằng không liền bị giết chết Tuy trận pháp này chỉ có hiệu quả với võ giả dưới nhật nguyệt cảnh, nhưng Hắc Ngọc Trì chỉ có tác dụng với sơn hà cảnh, phá hư cảnh cũng không cần thiết kế trận pháp này cao cấp, bằng không chính là lãng phí. Mà có cường giả nhật nguyệt cảnh, đại năng tinh thần cảnh lấy không gian thần khí dẫn người vào. Cũng nhận, không gian thần khí có người nói chỉ có sáng thế cảnh mới có thể luyện chế, hiếm lạ không gì sánh được, giá trị bản thân không biết vượt lên Hắc Ngọc Trì gấp bao nhiêu lần. Lăng Hàn rất nhanh thì đến chân núi. Nếu như lệ vi vi thật muốn hãm hại hắn mà nói, như vậy thông hành lệnh này là giả, hắn bị đại trận oanh kích, làm sao cũng sẽ bị thương. Nhưng ngoài dữ liệu của hắn, thông hành lệnh này là thật, hắn thông suốt không trở ngại. Cổ quái, vị đại tiểu thư kia rồi tính sao? Lăng hàn tay cầm lệnh bài, tiến nhập vào trong, bởi vì có trận pháp bảo hộ, ở đây cũng không cần thủ vệ, chống trơn. Mỗi giới tân sinh chỉ có ba người, lần này là bốn người có thể tiến nhập. Hơn nữa phá hư cảnh không có vượt lên trước trăm tuổi, như vậy người Bắc phân viện tiến nhập nơi này, một lần cũng chỉ chừng 10 cái. Dĩ nhiên còn có sơn hà cảnh, không biết có phải đi cùng lúc với phá hư cảnh hay không, cái này Lăng Hàn không hỏi. Lăng Hàn tới rất sớm, ngược lại hắn không thấy một người, hoặc là người khác còn chưa tới, hoặc là đã tiến trong ao. Giữa sườn núi, có khí vụ rất dày, đan thành một đám mây màu đen, tựa vụ nhưng không phải vụ, ngay cả thần thức cũng bị ngăn cản. Lăng Hàn đi tới, tiếng bước chân rất nhỏ, đạt đến độ cao như hắn, không cần tận lực, nhất cử nhất động trong lúc đó tự nhiên sẽ không giống thường nhân. Tiền phương, xuất hiện một cái ao, thật đúng là không phụ cái tên hắc ngọc, chỉ thấy nước ao đen như mực, bởi vì bình tĩnh không sóng, giống như một khối mặt ngọc, nhìn qua thoải mái không nói ra được, khiến người ta có loại mỹ cảm không muốn phá hư. Tuy chỉ nhìn, nhưng thần hồn của Lăng Hàn thì có loại cảm giác bốc lên, lâng lâng thoải mái không nói ra được. Mà lỗ chân lông cả người cũng mở ra, hấp thu năng lượng phiêu tán tự do, tu vi cũng tăng lên theo thứ tốt thật là đồ tốt lăng hàn cởi áo khoác chỉ còn lại có một quần cộc một cước đạp đi vào ông nước ao nhất thời sinh ba tạo nên tầng tầng rung động phảng phất như phiên phiên khởi vũ đẹp không sao tả xiết nước ao không băng lãnh mà ôn nhuận không gì sánh được một bước chạm tới để lăng hàn muốn vùi cả người vào để toàn thân đắm chìm trong ao nước này không chỉ càng thêm thoải mái còn có thể đề thăng hiệu quả hấp thu dầm đúng lúc này cách đó không xa nước ao phá vỡ đứng lên một người Nguyên lai like có người ở đây, nhưng lại trầm mình vào trong nước, ở đây cắt đứt thần thức, nước ao lại đen giống như mực, căn bản không thể xuyên thấu, vậy dĩ nhiên là không có khả năng phát hiện. Hiển nhiên đối phương cũng cảm giác được ao nước ba động, ý thức được có người đến, lúc này mới hiện thân. Chờ một chút, Lăng Hàn nhìn đối phương, đối phương cũng nhìn hắn, hai người lâm vào trong trầm mặc ngắn ngủi. Dựa vào, Lăng Hàn ở trong lòng chửi một câu thô tục, trong nháy mắt biết mình bị lệ vi vi lừa. Đứng trước mặt là nữ nhân mặc dù không có cởi sạch, nhưng chỉ một sam y mỏng, hoàn toàn dán chặt ở trên thân thể hoàn mỹ của nàng, phát họa ra mỗi một chi tiết, mảy may có thể thấy được. Trên thực tế sam y này cũng là vật phi phàm, dù cho ướt đấm cũng không thấu quang, có thể nói, nàng cũng không có bộc lộ ra bộ vị trọng yếu. Thế nhưng, loại muốn lộ còn che này, lại hơn thấy sạch gấp trăm lần. Có chi tiết nào không nhìn ra, ngực cao kinh người, không chỉ lớn nhỏ không hề che lấp, ngay cả hình dạng cũng thanh thanh sở sở, thậm chí còn có thể thấy hai viên nhỏ nổi lên cái mông rất tròn vung cao vòng eo tinh tế bắp đùi thon dài cái nào cũng là thiên địa kiệt tác khiến người ta thấy đã muốn nuốt nước miếng có mê hoặc để quân tử muốn hóa thân thành lang không cần nhìn mặt chỉ vóc người này cũng đủ để cho nam nhân điên cuồng mà tướng mạo của nàng cũng không phụ vóc người hoàn mỹ da trắng như tuyết mũi ngọc nhất là mái tóc dính nước lấm tấm như tiên lộ minh châu quả thực quá rụ rỗ muốn người biến thành cầm thú Lăng Hàn hít một hơi thật sâu, quyết định chủ động đánh vỡ trầm mặc nói: "Thủy sư tỷ, nếu như ta nói đây là một cái hiểu lầm, không biết người có tin hay không. Vưu vật việt sắc này chính là Thủy Nhạn Ngọc." Thủy Nhạn Ngọc không có lên tiếng, nàng hơi cắn môi, tay phải giơ lên, lực lượng đáng sợ ngưng tụ, oanh, đánh về phía Lăng Hàn. Dựa vào, thực sự ra tay sao? Đây là một kích của Sơn Hà cảnh, Lăng Hàn làm sao ngăn cản? Không chỉ nói ngăn cản, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, thình thịch ót của hắn đã trúng một trường, lực lượng đáng sợ trào lên, hắn bị phách bay ra ngoài. Sơn hà cảnh và phá hư cảnh, cách cự ly vô cùng vô tận, dù lăng hàn tu lực lượng đến 20 tinh cũng vô dụng, đây là tranh lệch giữa người phàm và thần linh, tuyệt không có bất kỳ biện pháp nào có thể bù đắp. chương 936, cắn một cái, lăng hàn nhe răng, một trường này đánh cho hắn có chút đau. Phải biết hắn là có thần thiết chi khu A, sơn hà cảnh tiểu cực vị có thể đánh đau hắn, có phải trung cực vị có thể đánh hắn thương nặng đại cực vị có thể giết chết hắn hay không. Đại khái chính là như vậy, tiểu tháp gật đầu, rất không chịu trách nhiệm nói. Lăng Hàn thở dài, cái gọi là thể phách của hắn có thể cao hơn cảnh giới một đoạn, ở thần cảnh hiển nhiên sẽ thêm một hạn chế, không phải là thăng đại cảnh giới, mà chỉ là tiểu cảnh giới. Bây giờ thể phách của hắn hẳn là tương đương với thần thiết sơn hà cảnh tiểu cực vị, này ở thần giới xưng là thần thiết cấp 1, lấy loại này suy tính, cực hạn là thần thiết cấp 20. Không chết, Thủy Nhạn Ngọc Lộ ra vẻ kinh ngạc, một kích kia nàng ôm tức giận xấu hổ xuất thủ, tuyệt đối là toàn lực ứng phó, nhưng cư nhiên không thể đập chết một phá hư cảnh, quả thực không thể tưởng tượng. Hanh, vốn tưởng rằng ngươi là thiên tài võ đạo, không nghĩ tới lại là tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Nàng lần thứ hai nhào ra, sách trưởng oanh về phía Lăng Hàn. Thình thịch, không huyền niệm chút nào, Lăng Hàn bị phách bay lần thứ hai, cả người đụng vào trong sơn thể, tạp thành một hình chữ đại. Hoàn hảo, này là thần giới, không gian kiên cố không gì sánh được, đổi thành ở tiểu thế giới mà nói, dưới một kích này Sơn thể khẳng định hoàn toàn đổ nát, mà Lăng Hàn cũng không biết bay đến chân trời góc biển nào. Lệ vi vi, người chờ, Lăng Hàn lảo đảo, từ trong lỗ thủng đi ra, thể phách của hắn thực đáng sợ, bị một cường giả Sơn hà cảnh tiểu cực vị oanh hai lần, nhưng đánh giấm cũng không có. Thủy sư tỷ người nghe ta giải, oanh, Thủy nhạn ngọc hiển nhiên thẹn quá thành giận, tuy không có lộ sạch, nhưng có thể nói bị Lăng Hàn nhìn hết sạch, bảo nàng làm sao có thể không giận. Nàng phát điên, một bước dài vào tới, oanh oanh oanh, nhắm ngực của Lăng Hàn liên kích. Lăng Hàn chỉ vừa ra lỗ thủng, lập tức bị đánh trở lại, hơn nữa còn đang không ngừng rơi sâu vào. Coi như núi đá của thần giới lại kiên cố, cũng không chịu nổi một vị cường giả sơn hà cảnh tàn phá. Càng mấu chốt chính là, thể phách của Lăng Hàn có thể so với thần thiết cấp 1, bằng không đánh như thế khẳng định là Lăng Hàn bị đập nát, mà ngọn núi đánh rắm cũng không có. Nếu như ngọn núi có linh, nhất định sẽ nhổ nước bọt con mẹ nó. Ta đây là trêu chọc ai a? À. Thủy Nhạn Ngọc sử dụng hết lực lượng của sơn hà cảnh, ở dưới nàng oanh kích, Lăng Hàn căn bản không có sức chống đỡ, núi đá không ngừng hãm sâu, hắn cũng không ngừng rơi vào, mạnh mẽ mở ra một hang núi. Việc này kẻ cầm đầu tự nhiên là Lệ Vi Vi, đến lúc này Lăng Hàn nào còn có thể không hiểu, ngày hôm nay hẳn là ngày nữ sinh tiến vào, về phần tại sao hắn có thể lấy được lệnh bài thông hành. Rất đơn giản, Lệ Vi Vi đi ăn trộm một khối, mượn một khối là được lấy thân phận của nàng muốn làm được điểm ấy tuyệt đối không khó. Nhưng Thủy Sư tỷ người chỉ ít cũng nghe giải thích của ta có được hay không. Ta cũng là người bị hại, tuy rằng ta xác thực nhìn thấy rất nhiều đồ vật không nên xem, nhưng người không nói hai lời liền diệt khẩu, đây cũng không tốt ra. Thủy Nhạn Ngọc càng đánh càng khiếp sợ, tại sao con sắc lang này ra dày như vậy? Đây thực sự là một phá hư cảnh sao? Tuy nàng chỉ là sơn hà cảnh tiểu cực vị sơ kỳ, nhưng nàng là thiên tài nhị tinh, sức chiến đấu có thể so với tiểu cực vị hậu kỳ, bị nàng oanh như thế, đừng nói tiểu cực vị hậu kỳ, dù tiểu cực vị đỉnh cao cũng tuyệt đối không đỡ nổi. Nhưng lang Hàn vác được, ngoại trừ vẻ mặt bất đắc dĩ và uất ức, thì quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Nàng thật phát điên, bị người xem trống trơn, mình lại không có biện pháp nào. Thiên dược thần kiếm, nàng khẽ quát một tiếng, mình là tức đến ngất đi, thậm chí ngay cả thần khí cũng quên sử dụng. Vù, trong nghi tâm của nàng bay ra một tia sáng, trong nháy mắt hóa thành ba thước thanh phong, bị nàng cầm ở trong tay, đâm tới Lăng Hàn. Lăng Hàn cảm giác được lạnh lẽo âm trầm, lông tơ cả người dựng thẳng lên. Thanh kiếm này có thể xúc phạm tới hắn, thậm chí năng lực giết chết hắn. Chí ít là thần thiết cấp hai chế tạo, Lăng Hàn miễn cưỡng tránh qua, xoạt, thanh phong lệch trái tim của hắn, nhưng vẫn đâm vào trong cơ thể, thần văn phát sáng, lập tức tạo thành phá hoại. Cái này vẫn không có đâm trúng yếu hại, bằng không hắn tuyệt đối mất mạng. Lần này lăng hàn cũng phát hỏa ta nhìn ngươi là sự thực nhưng ngươi tốt xấu gì cũng mặc quần áo nghiêm ngặt mà nói cũng không có tổn thất gì hơn nữa coi như ta phạm vào tội chết cũng phải cho ta một cơ hội giải thích chứ thủy nhạn ngọc thấy một kiếm có hiệu quả lập tức rút kiếm về nhắm lăng hàn đâm tới lăng hàn không nghĩ nhiều cúi đầu đánh tới lồng ngực đối phương nếu như đổi thành ở địa phương chống trải thủy nhạn ngọc tự nhiên không sợ tùy ý một trưởng liền có thể đánh bay lăng hàn lại đuổi tới đâm sắc lang này thấu tim. Nhưng nơi này bị mạnh mẽ đánh ra thành sơn động, vô cùng hẹp, ngay cả quay thân thể cũng có chút khó khăn, nào có không gian đọ sức gì. Hơn nữa, đừng xem tu vi của Thủy Nhạn Ngọc cao hơn, nhưng nàng trải qua chiến đấu chân chính lại bao nhiêu lần. Lang Hàn cúi đầu tấn công, động tác tuy đơn giản, nhưng vào lúc này đây là ứng biến tốt nhất. Mà ở chỗ này hầu như không có thời gian suy nghĩ, trong nháy mắt làm ra phản ứng, kỳ thực là kinh nghiệm chiến đấu trước sau hai đời của hắn. Thủy nhạn ngọc đâm ra một kiếm cũng là phản ứng bản năng, không nghĩ tới lăng hàn trực tiếp va vào trong ngực mình, địa phương nhỏ bé như thế nàng có thể trốn đi đâu. Oanh, lần này, đến phiên nàng bị lăng hàn va vững vàng. Cả người nàng bị đẩy về phía sau vài thước, cũng còn tốt, nàng đúng lúc mở ra nguyên lực phòng ngự, bằng không dưới va chạm này lấy thể phách của nàng nhất định sẽ chịu khổ, chỉ ít ngọc thể ma sát với núi đá, nhất định sẽ tổn thương. Nhưng đây cũng không phải trọng điểm, làm cho nàng sởn cả tóc gáy chính là, hiện tại lăng hàn lại nhào vào trong ngực của nàng hơn nữa mặt vùi rất sâu a à. điều này làm cho nàng suýt chút nữa ngất đi chết sắc lang đừng nhìn dung mạo của nàng quyến rũ ngàn vạn phong tình mê người nhưng đó là ông trời cho cùng tính cách của nàng không có chút quan hệ nàng cắn răng miễn cưỡng thu kiếm nhắm lăng hàn đâm tới chiêu kiếm này rất nhanh nếu đâm chúng không chỉ lăng hàn bị đâm thủng ngay cả nàng cũng khó thoát một kiếp đây là một mặt cương cường của nàng chương 937, chân tướng rõ ràng, vô cùng bất đắc dĩ. Cũng thật là một liệt mã, lấy thần thức của Lăng Hàn đương nhiên có thể cảm giác được sau lưng nguy hiểm, trong đầu lại lật lên một ý nhỉ hiểm. Lúc này, nếu hắn trốn vào trong hắc tháp, vậy hắn tự nhiên an toàn, nhưng Thủy Nhạn Ngọc tuyệt đối không thể ngừng kiếm thế, đâm mình trọng thương, trực tiếp đánh giết cũng có khả năng. Bảo kiếm kia chí ít là thần thiết cấp 2, lực sát thương tuyệt đối đáng sợ. Đây chỉ là một chuyện hiểu lầm, kẻ cầm đầu chính là lệ vi vi, nếu để cho Thủy Nhạn Ngọc bởi vậy hương tiêu ngọc vẫn, Lăng Hàn sẽ thẹn trong lòng. Nghĩ như thế, hắn liền bỏ đi ý nghĩ tiến vào hắc tháp, miệng mở ra, ta cắn. A a a, Thủy Nhạn Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân nổ tung, trong đầu trống rỗng, ý nghĩ gì cũng không còn. Đung, bảo kiếm trong tay của nàng vô lực rớt xuống, đây thực sự là sắc bén, chỉ rơi xuống tự do, mũi kiếm liền đâm vào núi đá cứng rắn, cắm thẳng tới chuôi. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi co giật chẳng trách lấy thể phách của hắn cũng suýt chút nữa bị một kiếm đâm thấu tim hóa ra thanh kiếm này sắc bén như vậy có điều hắn có thể cắn đối phương không tha sao lăng hàn cười khổ tuy tạm thời hóa giải nguy hiểm nhưng lại đẩy mình vào cục diện càng thêm lúng túng bởi vì hắn cắn đúng là hai ngọn núi của đối phương nhưng nếu không như vậy làm sao có thể cho đối phương kích thích to lớn ngay cả kiếm cũng ném cơ chứ thủy nhạn ngọc thất thần cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt khuôn mặt nàng đã trở nên tái nhợt tóc đen phóng lên trời đôi mắt trở nên đỏ chót, hiển nhiên tiến vào trạng thái nổi khùng. Không được, nếu để cho nàng tức giận, vậy sẽ không chết không thôi. Lăng Hàn không trần chờ chút nào, tiến vào hắc tháp. Trước đã muốn tiến vào hắc tháp, chỉ vì cứu Thủy Nhạn Ngọc, hắn mới kéo dài thời gian. Thủy Nhạn Ngọc nổi giận, thằng khốn này lại, lại, lại. Nàng muốn giết hắn, coi như có viện quy thì làm sao, nàng muốn giết người. Nhưng người đâu, nàng khó mà tin nổi, rõ ràng nàng lấy thân lấp con đường đi ra ngoài, nhưng lăng hàn đâu đạp 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 đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thủy nhạn ngọc quyết định thật nhanh xoay người đi ra sơn động ô thủy tỉ tỉ tại sao ngươi lại ở chỗ này bên ngoài đến mười mấy như tử đều vô cùng đẹp mà người cầm đầu đúng là lệ vi vi tuy tu vi của nàng không phải cao nhất thậm chí chỉ có thể nói lót đáy nhưng con gái tả tướng thân phận quá cao quý tự nhiên thành trung tâm của mọi người bắc phân viện mỗi hai mươi năm chiêu sinh một lần tự nhiên còn có phá hư cảnh khác hơn nữa, lệ vi vi không phải ba người đứng đầu cũng có thể đi vào, nói rõ quyền quý có đặc quyền, vậy lúc này đến trên 10 nữ tử cũng sẽ không ngạc nhiên. Thủy nhạn ngọc mạnh mẽ đè xuống sát ý trong lòng, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười nói. Ta là người của Bắc Phân Việt, hôm nay tới nơi này không phải chuyện rất bình thường sao? Lệ vi vi gật đầu, lấm lét nhìn trái phải nói. Thủy tỷ tỷ, có gặp phải cái gì? ạch à, tình huống bất ngờ gì hay không? Trong lòng Thủy Nhạn Ngọc hơi động, trầm giọng nói. Đây là ý gì, không có ý gì, ha ha, nào có ý gì. Lệ vi vi vội cười ha hà nói. Hà, thủy nhạn ngọc mị nhãn căng thẳng, nhất thời tỏa ra lực áp bách mạnh mẽ. Nàng là sơn hà cảnh, ở trên tầng thứ sinh mệnh hoàn toàn nghiền ép phá hư cảnh. Lệ vi vi nhất thời cúi đầu chơi ngón tay, nàng xác thực có tật giật mình, cũng còn tốt không có sông ra đại họa, đầu gỗ kia hẳn ngủ quên, vẫn không có đến đây đi. Quý Vân Nhi thay đổi sắc mặt nói, vi vi, ngày hôm qua ngươi lấy lệnh bài thông hành của ta có phải là có liên quan với đó không lấy thủy nhạn ngọc thông tuệ há có thể không nghĩ ra sắc mặt lập tức nghiêm khắc quát lên vi vi nói mau bị nàng dọa như thế lệ vi vi không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng bàn giao ta muốn chỉnh đầu gỗ kia một chút liền trộm lệnh bài thông hành của vân tỷ tỷ cho tên kia để hắn hôm nay tới nơi này ta cố ý gọi nhiều người như vậy đến chính là muốn nhìn hắn xấu hổ không nghĩ tới người này lại còn chưa tới thực sự là tức chết ta rồi. Người tức chết, lần này Thủy Nhạn Ngọc thực sự là khóc không ra nước mắt, nàng mới là người muốn tức chết ta. Nàng cũng thật trách oan lăng hàn, đối phương không phải sắc lang, mà là bị lệ vi vi hãm hại. Nhưng vấn đề là, mình bị đối phương xem hết là thực tế, hơn nữa, hơn nữa còn bị tên kia cắn một cái, thiệt thòi không phải đối phương a. À. Chuyện này làm sao giải quyết, giết lăng hàn hay giết lệ vi vi, một cái bị gài bẫy, một cái khác chỉ đùa dai, lại gây thành kết quả hiện tại. Ồ, sao bên trong có y phục của nam nhân? Rốt cục có người phát hiện quần áo của Lăng Hàn để ở một bên. Này còn có sơn động, kỳ quái, nhớ lần trước thời điểm đến không có A. À. Lại có muội tử kinh ngạc nói, chúng nữ đều nhìn về phía Thủy Nhạn Ngọc, ta cũng không biết, Thủy Nhạn Ngọc chết cũng không thừa nhận, sự kiện này vẻn vẹn chỉ có thể hạn chế giữa nàng và Lăng Hàn, bằng không để người thứ ba biết, nàng còn có mặt mũi làm người sao. Lệ vi vi tràn đầy hoài nghi, quyết định chờ Lăng Hàn tới, nếu như Lăng Hàn còn sống, nói rõ đối phương khẳng định không có tới, nếu như bốc hơi khỏi thế gian. Phòng chừng là bị vị thủy tỷ tỷ này diệt khẩu, nàng nhất thời mặt đầy sầu khổ, mình chỉ là muốn đùa chỉnh lăng hàn, cho đối phương chút khó khăn, xem sau này đầu gỗ còn làm sao dám hả hê ở trước mặt mình. Nhưng hiện tại tốt rồi, nếu hắn bị thủy nhạn ngọc đánh giết, vậy nàng nhất định sẽ hổ thẹn cả đời. Mặc dù chúng nữ hiếu kỳ và không rõ, nhưng thời gian không chờ người, các nàng vẫn rộng y giải nang, chỉ chưa quần áo thiếp thân, dồn dập tiến vào trong ao. Thủy Nhạn Ngọc rời đi, nàng cố ý đến sớm, đi tự nhiên cũng sớm, mọi người cũng không thấy có gì kỳ quái. Chỉ là phục của nam nhân trên đất cùng cái sơn động kia lại làm cho các nàng không thể nào hiểu được, đến cùng phát sinh cái gì, lẽ nào là nam sinh ngày hôm qua lưu lại. Lăng Hàn trốn ở trong hắc tháp, không khỏi ai thán, tuy tạm thời tránh thoát xung đột, hơn nữa Thủy Nhạn Ngọc đã biết đây là một chuyện hiểu lầm, nhưng vấn đề là, hắn nhìn thấy cảnh sắc không giả thưởng thức qua ngọn núi cũng không giả. Khoan hãy nói, cảnh sát thực sự là cảm động, để hắn hồi tưởng lại cũng nhiệt huyết sôi trào, có kích động hóa thân thành cầm thú. chương 938, yêu cầu của Thủy Sư Tỷ. Thật co giãn, hơn nữa còn có chút ngọt, lăng hàn hồi ức, cũng coi như là trong khổ có vui. Nên đối mặt chung quy phải đối mặt, đến thời điểm đó nói sau đi. Lăng Hàn không nghĩ nữa, trước tiên lấy lực lượng hắc tháp đuổi đi sát khí trong cơ thể, kim cương thể cấp tốc khôi phục thể phách, sau đó bắt đầu tu luyện sáu pháp hợp nhất tuy rất nhỏ nhưng hắn đang tiến bộ một ngày trôi qua rất nhanh ngày hôm nay liền đến phiên nam sinh vào tu luyện lăng hàn đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội từ trong hắc tháp đi ra nhưng thấy bên cạnh ao đã không còn quần áo của hắn cũng may trong hắc tháp cái gì cũng có hắn tiến vào hắc ngọc trì bắt đầu lấy tinh hoa trong đó cảm giác phi thường kỳ diệu cơ thể của hắn tăng cường thần hồn cũng đang tăng cường hoàn toàn không cần hắn phí khí lực thật giống như thiên địa đang trợ giúp hắn. Quả nhiên là trí bảo, Lăng Hàn nhất thời có kích động muốn đào cái ao này về Đại Lăng Triều, nhưng hắn lập tức thở dài, trước tiên thoát khỏi thân phận con tin rồi nói sau đi. Thực lực mới là vương đạo, không lâu lắm, liền có học sinh đi tới, Mã Hưng, Trình Hạo Phi, còn có vài người hắn không quen biết, đều là thiên tài giới trước tiến vào Bắc Phân Việt, cũng có chút là hậu đại quyền quý, không cần xếp hạng cao cũng có thể được học viện chăm sóc đặc thù, đương nhiên bộ phận này rất ít ở loạn tinh hoàng triều thế lực nhất lưu đương nhiên là cửu vương mà tả hữu tướng thất tướng chỉ có thể coi là thế lực nhị lưu mà dưới còn có tam lưu tứ lưu mãi cho đến cửu lưu học viện khai ân chỉ đến thế lực tam lưu thế lực tứ lưu ở học viện sẽ không có tí đặc thù nào như la ra tuy rất trâu nhưng không có tư cách tiến vào thế lực tam lưu bởi vậy anh em nhà họ la không cách nào tiến vào hắc ngọc trì ngược lại cũng bớt một con ruồi vo ve bên tai lăng hàn ngâm bốn canh giờ liền đứng dậy rời đi đầu gỗ ngươi không có chết a à? hắn mới vừa trở lại nơi ở liền thấy lệ vi vi kích động nhảy ra ngoài lang hàn nhịn không được suýt chút nữa xông lên quần ẩu nàng nhưng ngẫm lại không thể liên lụy thủy nhạn ngọc vào liền mạnh mẽ nhịn xuống giả vờ không hiểu nói cái gì có chết hay không ngươi thật là miệng chó không mọc được ngà voi phi 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 bổn tiểu thư vì ngươi lo lắng gần chết nhưng dáng dấp của ngươi có ý gì a à? lệ vi vi lập tức chống nạnh lo lắng cái gì lang hàn hỏi ngược lại Lệ vi vi nhất thời ú à ú ớ, nàng sao không ngại nói mình muốn gài bẫy lăng hàn chứ. Hừ một tiếng nói, không có gì, loại đầu gỗ như ngươi, chết cũng đáng đời. Nàng thở phì phò rời đi, có điều lăng hàn không có chuyện gì, nàng cũng hết lo lắng, chỉ là trong lòng khó chịu, lại không chỉnh được lăng hàn, quá không sung sướng. Lăng hàn nhìn nàng rời đi, thầm nghĩ sau này nhất định phải tìm cớ đánh tiểu thư điêu ngoa này một trận, lần này không bị gài bẫy chết, nhưng lần sau thì sao? Lăng hàn trở lại trong phòng, nhưng chỉ ngồi một chút, cửa viện liền vang lên. Hắn đi tới, xuyên thấu qua khe cửa nhìn, không khỏi đau đầu. Thủy Nhạn Ngọc chủ nợ tới cửa, sao làm bây giờ? Veo, không chờ hắn quyết định làm sao bây giờ, Thủy Nhạn Ngọc trực tiếp leo tường mà vào, khuôn mặt đầy sát ý, lạnh lùng nhìn hắn. Lăng Hàn không khỏi nuốt ngụm nước miếng, đối phương nhảy như thế, ngược chập trùng kịch liệt, thực sự là mê người. Thật không phải hắn là sắc lang, mà là hôm qua mới thưởng thức qua, rõ ràng biết nó to nhỏ không khỏi đưa ánh mắt nhìn chăm chú tới. Thủy sư tỷ, ngươi xông vào nơi ở của người khác như vậy không hay lắm đâu. Hắn yếu ớt nói, vậy ngươi ở ngày nữ sinh tiến vào hắc ngọc trì nhìn trộm, đây là tốt sao? Thủy nhạn ngọc cắn răng nói, trên mặt đỏ ửng, quyến rũ như nước, để lòng người muốn hào tan. Yêu tinh, thực sự là yêu tinh, lang hàn vô cùng hoài nhị yểm hổ nữ, nếu như hổ nữ còn ở đây, thời điểm này nhất định sẽ nhảy ra hộ thực. Nhưng hiện tại, hắn phải độc lập đối mặt hấp dẫn như vậy. Đáng trách chính là, thực lực của đối phương vượt qua hắn đâu chỉ gấp trăm lần, để hắn ngay cả cơ hội bá vương ngạnh thượng cung cũng không có, muốn biến cầm thú cũng chỉ có thể là không bằng cầm thú. Thật đau lòng, sư tỷ đây thực sự là một hiểu lầm, lang hàn nghiêm mặt nói, coi như hiểu lầm, vậy chỉ có thể bỏ qua chuyện ngươi nhìn lén ta, còn, còn, còn. Thủy nhạn ngọc tức giận nói, nàng băng thanh ngọc khiết cỡ nào, nhưng lại bị lang hàn tập kích ngực, làm cho nàng quả thực muốn tự sát. Nhưng coi như nàng muốn tự sát, vậy cũng phải trước tiên làm thịt Lăng Hàn, nào để cho hắn tiêu sái. Lăng Hàn thở dài nói, ta là nam nhân, ta sẽ phụ trách, Thủy Nhạn Ngọc hừ một tiếng, ngươi muốn làm sao phụ trách, không phải là muốn kết hôn ta chứ, vậy ngươi mơ mộng quá rồi. Lăng Hàn cười nhạt nói, tuy hiện tại ta không quyền không thế, thực lực cũng không mạnh, nhưng không quá trăm năm, ta sẽ thay đổi tất cả. Sư tỷ, ngươi vô ý gả ta, ta cũng sớm có người yêu, có điều, ta có thể dùng phương thức khác bù đắp ngươi. Tại sao tên này tự tin như thế? Lấy thiên phú của hắn, bước vào thần cảnh xác thực không khó, nhưng chỉ là sơn hà tứ cảnh, người muốn qua chỉ ít cũng ngàn năm, đây đã là thiên tài siêu cấp, người bình thường phải tiêu tốn mấy ngàn năm. Chỉ trăm năm, người có thể làm gì? Thủy nhạn ngọc khoát tay áo một cái nói, không cần phiền toái như vậy, yêu cầu của ta rất đơn giản, trong lúc ở học viện, ta cùng ngươi giả trang phu thê. Phốc, lang hàn phun ra ngoài, tư duy của ngươi cũng quá thiên mã hành không đi, mới vừa nói nghĩ hay lắm, Sao lại chủ động đưa ra muốn giả trang phu thê, đến cùng là cái quỷ gì? Không nên hiểu lầm, ta chỉ muốn ngượn ngươi thoát khỏi một người mà thôi. Thủy Nhạn Ngọc giải thích, nàng cũng không muốn Lăng Hàn hiểu lầm. Triệu Luân, trong lòng Lăng Hàn hơi động, Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, đây là ác mộng của nàng, vẫn dây dưa lấy nàng, lái đi không được. Lăng Hàn cười hắc hắc nói, ngươi cũng thật cho ta một câu đố khó, Triệu Sư Huynh không chỉ là Sơn Hà Cảnh Đại Cực Vị, hơn nữa còn là con trai của Đại Tướng Quân ngươi cho rằng ta có thể chịu nổi hắn sao? Có khi sự tình của chúng ta vừa tuyên bố, ngày thứ hai ta liền phơi thay đầu đường. Ngươi có không gian thần khí, sẽ dễ dàng chết như vậy sao? Thủy nhạn ngọc lạnh nhạt nói, trong lòng lang hàn lập tức căng thẳng, nhưng trên mặt không chút biến sắc nói. Cái gì không gian thần khí, trong lòng ngươi biết là được, Thủy nhạn ngọc nói, ngươi có đáp ứng hay không? Nếu như không thì sao? Lang Hàn thăm dò, chương 939, phiền phức đến rồi thượng ta sẽ giết ngươi lại tự sát ngược lại ta bị triệu luân dây dưa đến không thể tả vừa vặn giải thoát thủy nhạn ngọc bình tĩnh nói hiển nhiên ý nghĩ tự sát cũng không phải đột nhiên nhô ra lang hàn đột nhiên bay lên ý tiếc thương đến tột cùng nàng chán ghét triệu luân ra sao mới sẽ làm một vưu vật như vậy dùng kết thúc sinh mệnh để cầu giải thoát hắn suy nghĩ một chút nói được ta đáp ứng ngươi có điều không phải bởi vì uy hiếp của ngươi mà là ta cảm giác yêu thích một người như thế nào đi nữa cũng không nên dùng thủ đoạn ép buộc. Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc, nàng nhìn Lăng Hàn thật sâu, mới gật gù nói: "Cảm ơn ngươi, nguyên bản là một hồi giao dịch, nàng đương nhiên không cần phải cảm tạ, nhưng hiện tại không giống." "Đúng rồi, Triệu Luân có danh thiên tài, còn là con trai đại tướng, tại sao ngươi chán ghét hắn như vậy?" Dù là Lăng Hàn cũng có tâm bát quái a. À, Thủy Nhạn Ngọc suy nghĩ một chút mới nói: "Người này tâm cơ sâu nặng âm u, thời điểm đi cùng với hắn, thật giống như đi cùng một con rắn độc." khiến người ta không rét mà run. Đã từng có người ở sau lưng nói xấu hắn, vừa vặn bị hắn gặp được, nhưng hắn chỉ mỉm cười nói không ngại, nhưng ngày thứ hai, toàn ra người kia đều bị giết sạch. Lăng Hàn không khỏi run lên, đây là tàn nhẫn thế nào? Chỉ nói xấu vài câu mà thôi, cần hạ độc thủ như vậy sao? Có điều, người ta chỉ nói xấu vài câu liền như vậy, hắn đoạt đồ ăn trước miệng hổ, đoạt ý trung nhân của người ta, vậy sẽ gặp phải trả thù thế nào? Sợ, Thủy Nhạn Ngọc cười gần. Quả thật có chút, dù sao thế lực của triệu gia quá lớn, hiện tại ta không địch lại. Lăng Hàn gật gù, đây không có gì phải xấu hổ, coi như triệu đại tướng quân chỉ là đại năng tinh thần cảnh tiểu cực vị, nhưng so với hắn cao hơn bao nhiêu cảnh giới. Coi như Lăng Hàn lại tự tin, cũng không cho là trong thời gian trăm năm hắn có thể đè đánh triệu gia. Sợ cũng vô dụng, người chỉ có hai con đường, hoặc là chết ở trong tay ta, hoặc là chết ở trong tay triệu luân. Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng nói, cũng thật lạnh lùng, Lăng Hàn lộ ra nụ cười nói, ta sẽ không chết, trách nhiệm trên người hắn nhiều như vậy, làm sao có thể chết ở chỗ này. Người có tự tin là tốt, có điều, nếu như ngươi chết, ta cũng sẽ vì ngươi làm quả phụ cả đời. Thủy Nhạn Ngọc bình tĩnh nói, Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, ta còn chưa có chết ra. Còn nữa, nếu ngươi có giác mộ như vậy, buổi tối lưu lại thì tẩm đi. Xoạt, một thanh bảo kiếm lập tức gác ở trên cổ Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc lạnh lùng thốt. Ta và ngươi giả hôn ước đó là bởi vì ngươi đã là người chết. Ngươi vì ta mà chết, ta vì ngươi thủ tiết, đây là ta nợ ngươi, nhưng ngươi muốn khinh bạc ta, vậy là buộc ta giết ngươi. Lăng Hàn giơ hai tay lên cười nói, chỉ đùa một chút, ai, mặc dù là tình nhân giả, nhưng làm sao cũng ngụy trang thân thiết một chút chứ, nếu không làm sao để người tin. Thủy Nhạn Ngọc nhìn hắn một hồi, mới thu kiếm nói. Ở trước mặt người khác, ta sẽ cho ngươi tôn trọng nên có, nhưng ngươi đừng vọng tưởng được voi đòi tiên. Được được, Lăng Hàn sờ cổ, may là da đủ dày, nếu không chắc đã bị mài ra máu. Thủy Nhạn Ngọc có cảm giác sắp phát điên, rõ ràng sắp kết thù với triệu gia, tại sao gia hỏa này một chút căng thẳng cũng không có. Nói thật, sẽ làm ra quyết định như vậy cũng là ngày hôm qua nàng suy nghĩ cả đêm mới quyết định. Triệu gia, quái vật khổng lồ cỡ nào, chỉ suy nghĩ một chút cũng làm người ta nghẹt thở. Bắt đầu từ ngày mai, người sẽ rơi vào trong nước xoáy. Nàng nói, tùy tiện A, à, Lăng Hàn rất tùy ý nói. Thủy Nhạn Ngọc đột nhiên có chút nhẹ dạ nói, lại cho người ba ngày, sau ba ngày, ta sẽ tuyên bố tin tức chúng ta tư định chung thân. Thủy Nhạn Ngọc nhẹ nhàng rời đi, lang hàn vuốt cầm, lại thêm một lão bà, đáng tiếc, thấy được nhưng sờ không được, giá trị vũ lực của người ta quá cao. Hắn cười cợt, tuy dáng dấp của Thủy Nhạn Ngọc quyến rũ tận xương, phong tình vạn trùng, nhưng hắn càng nhiều chỉ là ôm tâm thái thưởng thức. Hiện tại tâm của hắn ở võ đạo, coi như muốn phân tâm, vậy cũng là ở trên đan đạo nào có thời gian dư thừa đi nói chuyện yêu đương. Ba ngày a à, cũng được, liền nhàn nhã vượt qua ba ngày này, lại đi đón bão táp. Có điều, ý nghĩ này của Lăng Hàn đã thất bại. Lại nói anh em nhà họ là một mực chờ đợi Lăng Hàn đi bán đan dược, bọn họ tự nhiên không thể bắt tận tay, để hai huynh đệ làm sao cũng ngồi không yên, quyết định đi cáo trạng ngược lại có nhân chứng, Lăng Hàn sẽ không trốn được, chỉ là bán một lần, số lượng lại không nhiều, phỏng chừng rất khó định tội nặng cho đối phương. Bọn họ tìm tộc lão của La Gia ở trong học viện, lại do vị La Khải Phong này gọi thêm một tên trưởng lão chấp pháp, mình mông cuồn cuộn giết tới cổng. Trưởng lão chấp pháp xuất hiện, tự nhiên đã kinh động rất nhiều học sinh, dồn dập đi theo sau bốn người, muốn biết là học sinh nào xui xẻo. Bọn họ nhắm thẳng vào vị trí tiểu viện của Lăng Hàn. Oanh, La Phách và La Liệt ở La Ký Phong ra hiệu, hai huynh đệ ra một cước, trực tiếp đá văng cửa lớn. Lăng Hàn vừa vặn ở trong viện tu luyện, hai mắt vừa mở, nhìn lại hai huynh đệ lộ ra nụ cười nói làm sao đã góp đủ chân nguyên thạch muốn giao thủ với ta ngươi không có cơ hội này la phách lạnh lùng nói lăng hàn ngươi có biết tội của ngươi không la khải phong đi vào nghiêm mặt nói hắn là cường giả nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị lúc này cũng không hề che giấu khí thức một vòng nhật nguyệt hiện ra ở phía sau nhưng nhật đã thành hình nhưng nguyệt rõ ràng không trọn vẹn hiển nhiên tu vi của hắn là tiểu cực vị hậu kỳ nhưng cường giả nhật nguyệt cảnh phát huy đây là đáng sợ đến mức nào, học sinh bốn phía không ai không nghẹt thở, chỉ cảm thấy ngực đau dữ dội. Lăng Hàn đứng lên, hơi kho mình với hai vị trưởng lão nói. Xin chào hai vị trưởng lão, sau đó mới nói, không biết học sinh phạm vào tội gì, còn muốn ngụy biện, La Khải Phong lạnh lùng nói, hắn bao biện làm thay, coi mình là trưởng lão chấp pháp nói. Bản tọa hỏi ngươi, tháng trước có từng ở lâm dược phô bán bổ thần đan hay không? Có, Lăng Hàn gật đầu, trong lòng bừng tỉnh, ngày đó người kia quả nhiên là la liệt, chỉ là đối phương muốn dùng cái này đến định tội hắn không khỏi phải thất vọng rồi. La Khải Phong sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Lăng Hàn sẽ phủ nhận, không nghĩ tới tiểu tử này lại thừa nhận thẳng thắn như vậy. Hắn không khỏi cười gần, chính người thừa nhận thì càng tốt, vậy thực sự là tội chứng xác thực, ngay cả thẩm vấn cũng không cần.